Chương 51, Khái niệm cơ Lý Hạo đi, Long đang Ni xoa tráng một cái, vốn là nhậm chức thời điểm là hùng tâm bừng bừng, quản lý trường học có thể khó khăn tới trình độ nào. Bây giờ mới phát giác được, thật không có thể giống ở trong quân đội thời điểm lôi lệ phong hành lôi lệ phong hành, quyết định nhanh chóng, trong này muốn nước ấm nấu ép xanh, máu chốt hay là thực lực không được, cao vân phong chiến đội thực lực có chỗ đề thăng, so sánh S10 không lưu loát, lấy đại tam đại học năm tư là chủ lực đã đạt tới trạng thái đỉnh phong vấn đề là lấy nàng hiểu rõ loại tình huống này còn thiếu rất nhiều nhìn bởi vì đối thủ tăng lên càng lớn vừa mới lý hạo nâng vấn đề cũng chính xác tương đối thực tế chu nại nhất nhất dạ đồng vũ tàng đều vô cùng ưu tú nhưng kinh nghiệm chiến đấu còn kém xa lắm nhất là đoàn chiến chiến thuật tố dưỡng kỳ thực bọn hắn cùng marco polo đội hai ước chiến nàng là biết đến kết quả cũng không có quá ngoài ý muốn Vũ Tàng cùng Dạ Đồng vẫn như cũ ở vào trong từng người tiết tấu Trong đầu suy nghĩ vì đoàn đội cân nhắc Nhưng hành động thời điểm ngược lại trở nên do dự Chu nại nhất vừa làm vì đội trưởng Tâm tư cũng không tệ lắm Có thể khuyết thiếu một loại bá khí cùng uy tín Trong tính cách rất dễ dàng để cho đồng đội tiếp nhận Nhưng loại này tiếp nhận cũng không phải tin phục Gặp phải thời điểm khó khăn lại càng không có nghịch chuyển Càng không năng lực cùng lòng tin Cái này cũng là người mới vấn đề một năm này thời gian đủ sao? Long Đan Ni bản ý là không phá thì không xây được, nhưng cũng không có đơn giản như vậy. Lý Hạo đang tại cho A Du Du gửi tin tức, bất quá A Du Du hôm nay cũng không có thời gian, nàng muốn huấn luyện. Học trưởng, chờ có lại khoảng không liền chạy ra ngoài. A Du Du còn có lưu lại một cái to lớn khuôn mặt tươi cười, vừa nghĩ tới A Du Du dáng vẻ. Lý Hạo cũng là vẻ mặt tươi cười tin tức rất nhanh truyền đến chu nại nhất nhất dạ đồng các nàng nơi đó nhào nhào đánh điện thoại tới bất bình khiến cho lý hạo còn không phải không an ủi các nàng một cái chuyện này không thể trách hiệu trưởng từ vừa mới bắt đầu hắn liền không có ông hy vọng quá lớn dạ đồng muốn tìm người trong nhà hỗ trợ lý hạo cự tuyệt đối với việc này dạ đồng cũng không có quá mạnh miệng ngữ quyền tính ra nam cung gia chắc chắn là hận nhất nhưng muốn phản kích cũng sớm phản kích nếu như ở trù bị kế hoạch gì càng sẽ không vì loại này việc nhỏ đã thảo kinh xà cho nên vô luận dạ đồng nói cái gì cũng sẽ không hữu dụng lớp buổi chiều lên xong chu nại nhất nhất bọn hắn một dạng công việc lưu bù lên mông nghiệp giáo thụ đã đáp ứng hắn là kiên định use cơ giáp người ủng hộ giống cao vân phong bọn hắn cũng mời qua nhưng mông nghiệp cho rằng những người này bị nục chiến thuật tẩy não hơn nữa cũng đã định hình chiến thuật quen thuộc hoàn toàn hình thành không có chủ quan mãnh liệt ý nguyện cứng trắng đổi không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhưng mà Chu Nại nhất chiến đội khác biệt, có năng lực cá nhân, hơn nữa có mãnh liệt cầu thắng muốn, vô cùng thích hợp. Tăng thêm dạ đồng cùng vũ tàn hai cái siêu tân tinh, rất có triển vọng. Lý Hạo ngược lại một dạng khoảng không xuống, mở ra chính mình EMP trương mục. Một không, hai cái không. Lý Hạo ngẩn người, vì sao lại có hơn bảy vạn khối khoản tiền lớn. Bất quá không quan trọng, Lý Hạo tiện tay đi vào một cái khác tài khoản, nơi đó so với hắn càng cần hơn dùng tiền, rất nhanh hơn 7 vạn số dư còn lại cũng chỉ còn lại có 2 ngàn khối, cảm nhận được tiểu tiền tiền mị lực, cơm nước xong xuôi Lý Hạo lại hứng thú dồi dào giết đến EMP cao ốc, tự hồ ngọn đèn dầu sáng sủ cao ốc đều so dĩ vãng xoái khí thêm vài phần. Hiệu trưởng đại nhân vẫn là vô cùng hiền lành, mặc dù hắn đã không thể vì trường học xuất chiến, nhưng ở EMP đãi ngộ ở, để cho lý hạo rất nhanh có mình phòng huấn luyện lý hạo không biết là lúc này emp trong hệ thống nhất là rom không thiếu tuyển thủ đang chờ đợi đối mặt đinh đinh thùng thùng phách thiên cái địa khiêu chiến lý hạo liếc mắt qua loại người gì cũng có rất nhiều cũng là vì tham gia náo nhiệt làm sao đều muốn từ bên trong tuyển một cái điểm số cao ở emp trong hệ thống có hai bộ tên một bộ là biệt danh một bộ là chân thật tính danh thêm học viện cái sau thường dùng cho chính thức huấn luyện. ID, tử thiểm, bản danh, Max, đến từ nút vĩnh dạ A cấp quân sự học viện, lấy 4 năm sinh thân phận đại biểu học viện tham gia S10, hạng nhẹ cơ giáp thi đơn thi đấu tuyển thủ, cuối cùng thu được người thứ 15, năm nay đã tốt nghiệp, trở thành EMP ký kết tuyển thủ chuyên nghiệp, ngoại trừ chủ bá, còn tham dự siêu cấp cơ giáp trắc nghiệm người kế hoạch, hắn khái niệm cơ giáp là chấp lóe kỳ sĩ chúng ta người mặt trăng hạng nhẹ cơ giáp là nhân loại cơ giáp phát triển chủ lưu, người địa cầu cổ hủ, người sao hỏa tứ bất tượng, không ra ngô ra khoai, kỳ thực thật không có tất yếu tranh giành. Mấy ngày nay ta đều sẽ chờ người này online, vì mọi người bày ra cái gì mới là thời đại mới chiến sĩ cơ động. Max thẳng thắn nói, sau đó phát hình hắn chấp lóe kỳ sĩ chiến đấu tuyển tập, hắn ở mặt trăng nhân khí là khá cao, thiểm điện kỵ sĩ cái này cơ giáp ở toàn bộ thái dương hệ liên minh cũng có rất cao nhân khí sau khi tốt nghiệp trở thành emp tuyển thủ chuyên nghiệp hắn chế định chính mình nhanh chóng thành danh chi lộ đó chính là chuyên môn chọn lựa use cùng rom nổi danh tuyển thủ chuyên nghiệp tiến hành khiêu chiến hiện ra mặt trăng toàn phương vị ưu việt tính chất trước đó hắn ở use cùng rom thậm chí ngẫu nhiên cũng sẽ lại ti tan tinh hành hạ một chút đồ ăn loại này kịch bản bản khiêu chiến tiết mục hiệu quả 10 phần, tăng thêm thực lực chính xác mạnh, còn có năm ngoái ép cuộc so tài uy thế còn dư, cũng làm cho Max nhanh chóng tích lũy nhân khí trở thành núp nhất tuyến chủ bá. Gần nhất USE bốc lên một cái võng hồng tuyển thủ chuyên nghiệp con rối, nhân khí cực cao, ủng độn rất nhiều, bị khác liên bang xưng là xuống dốc đế quốc phán đoán, vô cùng cố chấp sử dụng khải hệ cơ giáp chiến thắng, lấy thu được USE người xem ưa thích, hiển nhiên là cố ý, từ trên bản chất nói loại chiến đấu này hiệu quả chính xác rất có thể thỏa mãn cầu người điểm tự ái này tâm nhưng vấn đề là nhân khí càng cao càng dễ dàng trở thành biên ngắm max chẳng những thực lực mạnh đầu óc buôn bán cũng rất mạnh hắn từ bỏ tiếng vào quân đội mà chuyển hình ký kết tuyển thủ chuyên nghiệp liền có chính mình tin tưởng kế hoạch tại trong tên của hắn đơn có bao quát con rối ở bên trong mấy cái mục tiêu con rối xem như bên trong không chạy nhưng mà gần nhất con rối có chút hỏa nếu như không thừa cơ thu hoạch được viên này lớn rau hẹ có thể liền không đến lượt. Thắng là tất nhiên, bởi vì hắn dùng thiểm điện kỵ sĩ, vấn đề duy nhất liền đối phương có dám hay không ứng chiến. Ngược lại vô luận gì tình huống, hắn một lớp này cũng sẽ không thua thiệt. Cơ giáp chi chiến, không gì không phá, duy khoái bất phá. Cho dù là nút trở trung cùng cơ giáp hạng nặng bên trên, ở phương diện tốc độ, thủy chung là các nhà thiết kế chủ yếu đầu đề. Tốc độ, chính là sinh mạng. Nếu như đối phương sử dụng đồng loại cơ giáp, độ khó biết đề cao, nhưng hắn vẫn như cũ có nắm chắc, dù sao ép thi đấu tuyển thủ, mà nếu như là khải long khải hổ loại này cổ hủ, treo lên chú ý. Các bằng hữu, nói một chút quan điểm của ta, bây giờ tất cả liên bang đều ở chuẩn bị chiến đấu S11, ta cảm thấy. Chúng ta nụp đem hoàn thành nhân loại lịch sử thượng cái thứ nhất ba quán quân liên tiếp, thành tựu vương triều. USE cùng ROM ở trên tổng thể không tạo thành bất cứ uy hiếp gì, bọn hắn nhiều lắm là tại trên thi đơn tìm một chút bậc thang thôi, cái con rối này tám thành là USE chế tạo ra võng hồng, tới vãn hồi một điểm mặt mũi, hắn ngay cả lời cũng không dám nói, hơn nữa đối mặt đại đa số khiêu chiến đều cự tuyệt, chỉ cần hắn online, ta sẽ thông qua vip hình thức ước chiến, xem hắn có dám tiếp. Thu, nếu như không chấp nhận, vậy ta cũng không biện pháp. Max thẳng thắn nói, thỉnh thoảng còn cho điểm hài hước tiết mục ngắn. Đang trang bước trên đường, người mặt trăng đẳng cấp cùng cảm giác ưu việt muốn mạnh hơn một chút, người sao hỏa mặc dù cắn loạn, nhưng không đến vạn bất đắc dĩ, sẽ không theo người mặt trăng cắn. USE cùng rom nháo đằng quên cả trời đất thời điểm, hắn đi ra thu hoạch, giống con rối loại này võng hồng, thu một lần cũng không có cái gì giá trị, nhưng lần này liền có thể mang đến cho hắn siêu cao chú ý, quảng cáo cái gì cũng biết tràn vào. Cho nên ở EMP tuyển thủ chuyên nghiệp ở giữa, hoặc là bài vị vừa vặn đụng tới, đối với ước chiến là tương đương cẩn thận. Thiên Tinh Cơ Võ Phòng huấn luyện. Cái này sợ là cái kẻ ngu a, à. Thiểm Điện Kỵ Sĩ là khái niệm cơ giáp, đối thủ là có thể cự tuyệt. Phe Mân nhịn không được biểu môi. Ở tứ đại liên bang EMP cơ giáp trong kho đều có nhất định số lượng siêu cấp cơ giáp, những cơ giáp này lại được xưng là khái niệm cơ, tính năng siêu cấp ưu dị nhưng thực tế tồn tại vẫn có nhất định vấn đề, chủ yếu vì sưu tập tiến một bước tin tức. Giống trường quân đội cũng sẽ sử dụng, nhưng ép thi đấu bên trên cũng không thể dùng, giống bọn hắn những thứ này đỉnh tim tuyển thủ ở giữa luận bàn hoặc đoàn chiến cũng sẽ không lựa chọn sử dụng. Đây là ăn ý mà tại trên siêu cấp cơ giáp nghiên cứu phát minh, nút độc chiếm vị trí đầu, ở phương diện này khác ba cái liên bang đúng là rất lại phía sau. Chấp lóe kỵ sĩ là bạch ngân kỵ sĩ cơ giáp phiên bản siêu cấp, muốn vượt qua bạch ngân kỵ sĩ hai đời dáng vẻ cái này cũng là phê mân khó chịu toàn bộ nhờ cơ giáp giả trang cái gì bước đâu mặc dù thua nhưng mà phê mân rất tôn kính con rối đây mới thực là có thực lực hắn không có chút nào ngốc ngươi không cảm thấy con rối chưa bao giờ quan tâm đối thủ dùng cái gì sao a à giờ cười nói vạn nhất con rối tiếp hắn lại chung kết con rối thắng liên tiếp một lớp này nhân khí kiếm không vui sao dựa vào thắng như vậy cũng coi như thắng sao đó là cơ giáp thắng lợi Phê mân chính là không phục xem thường loại người này dù là đối phương là người mặt trăng cũng giống vậy cái này có gì có phục hay không max còn có lần trước cái kia nhân mã cơ giáp người sử dụng bọn hắn là emp tuyển thủ chuyên nghiệp cần chính là nhân khí cùng thắng lợi cũng không thèm để ý những thứ này bọn hắn phan hâm mộ cũng không thèm để ý hơn nữa ta cảm thấy lấy con rối thực lực tuyển khải long vẫn phải có đánh A à giờ cười nói, hắn có thể minh bạch, phê mân là đối với con rối sinh ra kính nể. Nhưng nói thật, không cần thiết. Vạn nhất là khải hổ đâu, ta hoài nghi hắn là ngẫu nhiên chọn cơ giáp, hơn nữa hạn định khải hệ cơ giáp trì. Phê mân cười khổ, không muốn nhìn thấy chính mình thưởng thức đối thủ gãy tại dạng này không hiểu thấu không có chút ý nghĩa nào trong chiến đấu, hắn người như vậy không thể là vì chút tiền kia mà tiếp nhận khiêu chiến. Vậy thì không có biện pháp. A à giờ nhún nhún vai, có chút không hiểu rõ con rối đến cùng muốn làm gì. Chương 52, Bê Vương tranh Bá. Phê mân mặc dù thua, nhưng kỳ thật ảnh hưởng không lớn. Xem như s mười chiến sĩ, bọn hắn cái này đều được xưng là thực chiến phái, không cần thông qua EMP điểm số hoặc thắng lợi để chứng minh cái gì đại đa số các đại quân giáo đỉnh tiêm tuyển thủ ở EMP bên trong đều phá lệ sống, thông qua đủ loại không hợp lý lựa chọn cùng mạo hiểm phong cách chiến đấu đến đề thăng chính mình, chủ yếu là thông qua loại phương thức này đến đề thăng cực hạn thời khắc phản ứng cùng tích lũy kinh nghiệm, đương nhiên. Lựa chọn như vậy cũng thường xuyên sẽ xuất hiện khoa trương thất bại. Người xem cùng những người ủng hộ cũng sẽ không quá để ý, mà bọn hắn tại đối mặt siêu cấp cơ giáp khiêu chiến lúc cơ bản đều biết tiếp nhận, thế yếu bên trong tăng cường chính mình, thắng bại cũng không trọng yếu như vậy. Nhưng nếu như là EMP ký hợp đồng tuyển thủ chuyên nghiệp, cái kia thắng lợi liền phá lợi trọng yếu, sự nổi tiếng của bọn họ cùng phong cách thu vào chính là thắng lợi, nghĩ hết tất cả biện pháp thắng lợi. Còn rối rõ ràng thuộc về cái sau, EMP ký kết tuyển thủ chuyên nghiệp, càng là thắng liên tiếp càng là như thế, chắc chắn không phải ép thi đấu tuyển thủ, bởi vì không có ép thi đấu tuyển thủ có loại này nhàn tình nhã trí huống chi quan phương chủ bá đều an bài, rõ ràng hắn chính là EMP ký hợp đồng tuyển thủ, cũng liền mang ý nghĩa là từ đầu đến đuôi võng hồng, cái kia bảo trì thắng lợi cùng thần bí là hắn mánh khóe. Phê mân, ta cảm thấy ngươi gần nhất có chút mê muội ngươi nhìn chủ bá an bài, hơn nữa ngươi phát hiện không có, chỉ cần viết trả tiền ước chiến hắn cơ bản đều biết tiếp nhận, chính là một cái võng hồng, trên thế giới không có nhiều như vậy cao thủ thần bí, thật sự, nếu không thì huấn luyện đi thôi. A à giờ khuyên nhủ. Không, ta muốn chờ chờ. Phê Mân cũng là rất cùi chỏ người, a à giờ không có cách nào. Hai người là hảo huynh đệ, hắn chờ một hồi a, à, ngược lại 8 giờ mới là chiến đội huấn luyện. Lần trước thua sau đó, lão đại có chút khó chịu, nhưng mà cùng Sử Tử Châu Mỹ ước chiến, đám này con nghé lại trang bức, bọn hắn cũng biết đối phương là cố ý, nhưng mà, biết rõ thế nhưng là giống như chuyển về tới dẫn đến lão đại gần nhất lượng huấn luyện có chút mãnh liệt, làm bọn hắn đều không thở nổi. Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến. Trên con rối tuyến, kỳ thực một nhóm lớn người khiêu chiến tràn vào, nhưng chân chính chịu dùng tiền khiêu chiến kỳ thực vô cùng thiếu, 5.000 khối không phải là một cái số lượng nhỏ. ron bên này theo vào rất nhiều người, nhưng cũng có thể là nút tốc độ đường truyền tốt một chút. Lý Hạo cuối cùng từ một đống khiêu chiến trúng tuyển đến, tử thiểm, người không biết, nhưng mà am hiểu sử dụng cơ giáp là Thiểm Điện Kỵ Sĩ lại làm cho Lý Hạo vô cùng có hứng thú. Một bên khác, Max cũng là có chút điểm chờ mong, hắn nhận được, lúc này ước chiến rất nhiều người, hồng a, à, ai còn không có có đỏ không? Tư vị kia, muốn ngừng mà không được. len ken. Ngài và con rối ước chiến thành công, sắp tiến vào chiến đấu lựa chọn. Bingo. Max vỗ mạnh một cái tay, trực tiếp gian bên trong lập tức lễ vật theo vào chính là cao như vậy công hiệu, tiếp xuống một bước trọng yếu nhất, hắn vì tiết mục hiệu quả, tốt nhất là sử dụng thiểm điện kỵ sĩ, mà đối phương là có quyền lợi cự tuyệt siêu cấp cơ giáp, mà lại là khả năng cao, bất quá hắn vẫn muốn thử một chút, vạn nhất đụng phải chính là một cái đầu sắt đâu. Lý Hạo tiến vào chiến trường, đối diện cấp tra, thiểm điện kỵ sĩ, mặt trăng chiến trường, tổ hợp. Trang Chu cùng Hỏa Nam cũng lập tức theo vào, cái này cái thời gian chút bản thân liền là công tác của bọn hắn chủ yếu thời gian, hỏa nam chờ đợi trong người, kết quả bị không biết xấu hổ người mặt trăng đoạt trước tiên. Cái này mẹ nó là muốn hái đào. Còn rối có thể hồng như vậy, người sao hỏa nâng lên có tác dụng rất lớn, cái này muốn bị người mặt trăng thắng, còn mẹ nó là một cái siêu cấp cơ giáp người sử dụng, đây không phải mang ý nghĩa, người sao hỏa cũng là trác rưỡi. Cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Vì tình huống, cái này Max tuyển thủ chẳng lẽ không biết con rối tình huống đi, người ta chỉ dùng khải hệ, hắn vậy mà tuyển khái niệm cơ giáp, hơn nữa còn là phía trước S thi đấu hàng nhẹ cơ giáp thi đơn thi đấu T một cấp bậc cao thủ, giảng thật, ta nếu là con rối, phạm là có chút đầu óc, cái này trực tiếp cự. Hợp tình hợp lý. Lúc này hỏa nam không chút do dự đứng ở chính nghĩa một mặt. Nếu là lúc trước trang chu, chắc chắn là cảm động đến rơi nước mắt, hỏa tinh huynh đệ, trượng nghĩa, nhưng bây giờ hắn dây hiểu, đây là sợ con rối bại bởi đối phương ra vẻ mình rất yếu, chuyện gì, lần thứ nhất cũng là trọng yếu nhất, chỉ là cái thời điểm không cần thiết phá. Ta hoàn toàn đồng ý, nếu như tiếp nhận mà nói, ta cảm thấy con rối thần cũng có thể tuyển chút mạnh một chút cơ giáp, không cần thiết cứ dùng khải hệ, ta nghĩ rất nhiều người xem cũng đều nhìn một chút hắn dùng khác cơ giáp bộ dáng. Trang chu chôn xuống phục bút, bởi vì người sao hỏa càng không biết xấu hổ, vạn nhất cũng lấy ra cái này đưa tới ít nhất đừng khóa chặt khải hệ cái này quá đau đớn con rối là khải hệ thành danh sao có thể quên gốc đâu đối mặt loại này không hợp lý tình huống hắn có thể lựa chọn cự tuyệt nhưng nếu như đón nhận liền muốn kiên trì bản thân hỏa nam thẳng thắn nói nói một bên trang chu nghĩ ấn chết hắn hắn dùng đích nghĩ cũng biết nếu như nếu đổi lại là người sao hỏa mà nói tuyệt đối là một phen khác ngụy biện nhưng mà đúng vào lúc này, đang lúc mọi người tranh luận bên trong. Con rối đã lựa chọn tiếp nhận. Thiểm điện kỵ sĩ mặt trăng chiến trường, đây là tuyệt phối, đem cái này hạng nhẹ siêu cấp cơ giáp tốc độ phát huy đến cực hạn, nói như vậy, gần như giả lập hình thức điều khiển tới đánh chân thực hình thức. Vấn đề là, con rối tuyển cái gì, USE cũng có siêu cấp cơ giáp, mặc dù không có nút nhiều như vậy, ít nhất đem tính năng rút ngắn. Thiên Long chiến cơ, có thể đuổi kịp ta cảm thấy con rối thần cũng có thể tuyển thiểm điện kỵ sĩ dạng này mới công bằng con rối thần không nhất định dùng qua a à. ngược lại cái này đều tiếp nhận cũng rất thái quá lòng can đảm quá lớn khải hổ nhất đại trang chu cùng hỏa nằm hai mặt nhìn nhau không nghĩ tới con rối căn bản không do dự nhưng cái này lựa chọn còn đánh sao trực tiếp đầu hàng quên đi thôi khải long tốt xấu còn có chút tốc độ ít nhất còn có một tay tuyệt sát thiểm kích trong nháy mắt tốc độ vẫn là có hy vọng cái này khải hổ lớn như thế khổ người lông cũng tránh không đi ra a à, hỏa nam trong lòng chửi mẹ cái này mẹ nó trước mặt đầu nhập tính thế nào làm một võng hồng một khi phá xê Còn rối giá trị liền không có quan phương quan phương căn bản vốn không để ý a à, dạng này ký hợp đồng vừa nắm một bó to không còn con rối còn có con rối còn có con rối, muốn làm sao ngẫu như thế nào ngẫu. Nghị luận thì nghị luận, chiến đấu hay là muốn bắt đầu. Song phương tiến vào đặc biệt mặt trăng chiến trường, đất cát cảm giác 10 phần mặt đất, áp dụng chính là mặt trăng sau khi điều chỉnh trọng lực, đại khái tương đương với địa cầu 0.95. Chênh lệch không phải rất lớn, nhưng nếu như đối với mặt trăng hoàn cảnh xa lạ lời còn là sẽ có động tác cùng độ chính xác ảnh hưởng. Cái này cũng là đỉnh tiêm trường quân đội tuyển thủ cần đại lượng huấn luyện nguyên nhân, cần hiểu rõ cùng quen thuộc đủ loại trong hoàn cảnh. Khác biệt cơ giáp thao tác cảm giác. Khải hổ chiến cơ cùng thiểm điện kỵ sĩ đăng tràng. Thiểm điện kỵ sĩ hạng nhẹ khái niệm mô hình 60 trọng tải heli, ba phân hạch kiểu mới khu động V5 sông ngắn đột tiếng tia laser kiếm làm khái niệm cơ giáp, toàn thân gián thun, đem trở lực xuống đến thấp nhất trình độ, còn muốn cam đoan cơ giáp cường độ tân hình động năng hệ thống có thể để thiểm điện kỳ sĩ hoành hành không sợ, đương nhiên ở EMP thì sẽ không xuất hiện trục trặc, mà ở trong hiện thực. Loại khái niệm này cơ giáp tỷ số hỏng hóc vẫn là cao vô cùng, cần thêm một bước nghiên cứu. Đối với quân đội tới nói, cũng không phải là muốn để cơ giáp một bước đúng chỗ, mà là không ngừng tiến hành cục bộ đề thăng. Hai khung chiến sĩ cơ động tiến vào chiến trường, còn rối phan hâm mộ mặc dù lo lắng, nhưng vạn nhất đâu đại gia không cần lo lắng, chúng ta vì cái gì ưa thích còn rối thần, chính là hắn có thể biến không thể thành có thể, tất nhiên hắn tuyển, nhất định có chọn đạo lý, ta tin tưởng, còn rối thần nhất định sẽ vì mọi người kính dân một hồi đặc sắc tranh tài. Trang Chu Quơ nắm đắm vô cùng thành khẩn nói. Một bên Trang Chu Lơ đã khóe miệng hết lên, cái này thanh niên đã lĩnh ngộ xem như chủ bá một cái hạch tâm yếu tố, trợn tròn mắt nói lời bịa đặt thiểm điện kỳ sĩ hai con ngươi tản ra tử sắc quan mang, mặc dù kích thước so khải hổ nhỏ rất nhiều, nhưng song phương đứng chung một chỗ giống như là hai cái niên đại vật. Phanh phanh, thiểm điện kỳ sĩ tay phải nhẹ nhàng chỉ chỉ khải hổ cơ giáp, đem hai thanh ngắn hướng tia la dè hướng về hai bên quan ra, tiếp đó kiếm la dè ra khỏi vỏ, chỉ hướng khải hổ, nghe nói kỹ xảo của ngươi tốt, chúng ta mặc trăng chiến sĩ không chiếm ngươi tiện nghi, đối phó ngươi, kiếm la dè là đủ rồi thiểm điện kỳ sĩ phan hâm mộ một hồi loạn này liền ưa thích loại này chiếm tiện nghi còn khoe mẹ cảm giác nguyệt tẩu còn thật sự tiện trọng trang đại thuẫn phòng ngự cũng không sợ xung kích ti la dè có cần hay không đều như thế a à. a à. hỏa nam nói một nửa kẹt lại khải hổ yên lặng đem đại thuẫn ném qua một bên ở hỏa nam tròng mắt rơi ra trước khi đến ti tàn bá vương thương cũng bị cắm vào trên mặt đất toàn trường lặng ngắt như tờ có thể như vậy sao? Đừng nói người xem, liền đối mặt Max đều đang hoài nghi mình ánh mắt, hắn là vì tiết mục hiệu quả, đối diện cái này vì cái gì, cái này sợ là cái kẻ ngu a. À? Hắn không cần tia laser là bởi vì tiện nghi đã chiếm nhiều lắm, phải có tiết mục hiệu quả a, à? làm một trọng trang cơ giác. Lá trắng không cần, súng titan không cần, đánh. Chẳng lẽ hắn nghĩ một quyền đấm chết chính mình. A à giờ cùng mân cũng là hai mặt nhìn nhau đến trình độ của bọn hắn, bao nhiêu có thể hiểu được, đối phương không cần tia laser, tắm trắng là vô dụng, vốn là chậm, ở kéo dài như thế cái đồ chơi cồng kềnh thì càng vô dụng, đến nổi súng titan, một tấc dài một tấc mạnh, đó là ở tần suất tương thông tình huống, tại thiểm điện kỵ sĩ nắm giữ ưu thế tuyệt đối tình huống, đó chính là một tấc ngắn một tấc hiểm, súng titan cồng kềnh căn bản không thi triển được, nắm đấm có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Chỉ là cái này tốt nhất, là bất đắc dĩ tốt nhất, trên lý luận mà thôi. Vụt. Thiểm điện kỳ sĩ xung kích, đổi tần số bước, giống như nhảy nhót thiểm điện trong nháy mắt từ khải hổ trước mặt lướt qua, lần nữa trở về, kiếm la dè lại một lần giống như tử thần cái liềm một dạng vô cùng tiếp cận khải hổ chiến cơ. Mà khải hổ chiến cơ không nhúc nhích, liền phản ứng đều không phản ứng lại. Tất cả mọi người đều nhìn ra, thiểm điện kỵ sĩ tại đùa dẫn con rối, căn bản là không có công kích, chỉ là bày ra bản thân tốc độ. 3. Một cái lượng vòng rơi xuống đất, gây nên đá vụn bay lên. Thiểm điện kỵ sĩ một cái hoa lệ po sớ, kiếm la dè kéo lên hoa lệ kiếm hoa, giống như hoa sen nở rộ. Thật không biết người phía trước là thế nào thua, trì độn như vậy phản ứng, đánh bại ngươi như lấy đồ trong túi, dễ như trở bàn tay. Trang chu cùng hỏa nam đều câm, hỏa nam cũng không muốn nhìn, đồ chơi rác rưởi gì, đồ chơi đều không phải là, đây tuyệt đối tốc độ kém, đã đến làm cho người giận sôi tình cảnh, hoàn toàn không có phản ứng, hắn trên đều đi. Chuẩn bị xuống truyền bá. Hỏa Nam quay đầu hướng trợ thủ nói, chán ghét, nếu như không phải chủ bá, hắn bây giờ liền muốn đi. Vụt. Chương 53, trang giấy né tránh. Thiểm điện kỳ sĩ lại lần nữa xuất kích, hắn không thể một đòn trí mạng, vậy thì không tiếc một hiệu quả, muốn đem khải hổ loại này đại bổn hùng nhất kiếm một kiếm xé nát, để cho người ủng hộ chính mình thật tốt sản khoái một chút, cơ hội như vậy cũng là vô cùng khó được. Thiểm điện kỳ sĩ cực tốc chật lóe, mục tiêu chính là khải hổ cánh tay trái. Khải hổ giật giật, vụt. Thiểm điện kỳ sĩ tia sáng xẹt qua, nhưng mà vô ích. Max cũng là hơi sững sờ, vận khí không tệ, vậy mà may mắn tránh thoát, một cái hoa lệ lưu loát trở về, thiểm điện kỵ sĩ phịch một tiếng lần nữa thẳng hướng khải hổ. Cực quan đột tiếng, tới một cái loa toàn trảm chân ngựa. Đây là vị trí công kích, cũng là trọng trang khó khăn nhất phòng ngự vị trí, tăng thêm phi công thao tác độ khó cùng gánh nặng, nhưng khải hổ chiến cơ, tùng 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 từng bước di động, mà thiểm điện kỵ sĩ công kích nhưng là kiếm kiếm thất bại, có mấy lần kiếm la dè cơ hộ cũng là lướt qua cơ giáp đi, nhưng chính là không có tạo thành tính thực chất tổn thương. Khải hổ chiến cơ là công kênh, nhưng có loại cảm giác không nói ra được, di động biên độ lớn, động tác chậm, nhưng lại có có thể đem công kích của đối thủ toàn bộ né tránh. Còn kém một chút như vậy, Max đánh một mạch mà thành, một bộ tiếp một bộ, lấy phán đoán của hắn, cơ hồ là đã đánh tới đối thủ cực hạn di động, nhưng đối phương vẫn là có thể làm ra đáp lại. Một cái nhanh chóng lượng vòng đánh hụt sau đó, cơ giáp đối âm thoát ra ngoài hơn 10 mét, kéo cơ giáp xoay người một cái, Max chăm chú nhìn đối phương khải hổ chiến cơ cũng là xoay người nhìn thiểm điện kỵ sĩ hỏa nam khóe miệng lộ ra một cái đường cong hắn phân biệt rõ ra một điểm mùi vị nhưng vẫn là tương đối nguy hiểm nếu như là bình thường tuyển thủ thì cũng thôi đi cái này Max tất nhiên lựa chọn trở thành emp ký kết tuyển thủ chuyên nghiệp đây tuyệt đối là mặt trăng emp tập đoàn mở giá cao đào gốc đây là bản thân có thực lực mấu chốt nhất là khái niệm cơ sở dĩ là khái niệm cơ khác nhau lớn nhất là tính năng. Một vòng sen kẻ, Max cũng ý thức được đối thủ là có chút đồ vật, thiểm điện kỵ sĩ mặt khác một cái kiếm laser bắn ra, kiếm laser giao nhau, cơ giáp trọng tâm hơi hơi đè thấp, động cơ ầm vang, kỳ thực vừa mới bắt đầu công kích chỉ phát huy 60% công suất. Vụt Tất cả mọi người thấy hoa mắt, một ánh hào quang thuấn thiểm mà qua, trong nháy mắt đi tới khổng lồ khải hổ trước mặt, hai đạo quang mang giao nhau thoáng qua vô cùng tránh thuấn ngục thập tự trảm đừng nói đối mặt gắn lại đối mặt tầm thường cỡ trung cơ giáp cái này đủ loại công suất thu phát cực tốc chém giết đều không cần kỹ xảo hơn nữa hắn sử dụng đến nay chưa bao giờ thất thủ nhưng cái này xúc cảm không đúng một giây sau một loại cảm giác nguy cơ bao phủ trong lòng cơ hồ là tại chỗ một ngang chợt lóe nhanh chóng rút lui mà khải hộ chiến cơ cũng thu hồi chuẩn bị công kích tay phải, mà kéo ra hơn 10 mét khoảng cách thiểm điện kỳ sĩ trong lúc nhất thời vậy mà không dám vào công. Chỉ phiến thiểm tị. À giờ biểu môi, có chút khó có thể tin. Nặng như vậy đồ vật, hắn vậy mà có thể thông qua trên phạm vi lớn di động tới dự phán công kích của đối thủ tin tức. Phê mân gật gật đầu, khoảng cách nắm giữ cực hạn, kỳ thực theo vũ tàng cùng con rối một trận chiến liền đã có thể cảm nhận được con rối cận chiến trình độ là trước nay chưa có mạnh sức quan sát cũng là phi thường khủng bố cũng chỉ có đến tài nghệ nhất định đồng thời cùng hắn đã giao thủ người mới có thể cảm nhận được loại áp lực này người xem chỉ có thể nhìn náo nhiệt đánh a à? choáng váng sao cái này thiểm điện kỵ sĩ như thế nào như thế phế cái này đều đánh không lại thiểm điện kỵ sĩ đột nhiên đình trệ để cho nhìn náo nhiệt người khó chịu khải hổ không tiến công thì cũng thôi đi dù sao đào thải trọng trang, truy cũng đuổi không kịp, còn có người ta vũ khí cũng không cần, cái này cũng không dám đánh. Trong lúc nhất thời cơ hồ thiên về một bên đứng ở khải hổ bên này, không chỉ có là khác liên bang, thậm chí là nút người xem cũng giống như vậy, người mặt trăng cùng người sao hỏa vẫn có khác biệt, bọn hắn số đông vẫn có tranh giới cuối cùng, mặc dù có liên bang thuộc về khuynh hướng, khi đáng ghét hơn hèn nhát. Một trận chiến này, thiểm điện kỳ sĩ đã chiếm hết ưu thế, công kích là đường ra duy nhất lúc này max vốn không có để ý ngoại giới nghĩ như thế nào vừa mới trong nháy mắt đó hắn toàn bộ phía sau lưng đều ướt đẫm tại đối phương làm ra chỉ phiến thiểm tỵ thời điểm hắn hoàn toàn không có dự liệu được cho nên trong khoảnh khắc đó cơ giáp là đình trệ khải hổ hoàn toàn có thể một đòn mệnh trung hắn đã cảm nhận được loại trí mạng đó uy hiếp hạng nhẹ cơ giáp nếu như chính diện bị trọng trang đánh trúng là tương đối nguy hiểm loại lực lượng này bên trên lại rất lại phía sau trọng trang cũng là nghiền ép. Mà để cho hắn nghi thần nghi quỷ là, công kích của đối phương làm ra, lại đột nhiên dừng lại, một trận này cho hắn thời gian phản ứng mới có thể kéo ra. Có ý tứ gì? Lúc này khải hổ cơ giáp hướng về phía đối diện thiểm điện kỵ sĩ ngoắt ngoắt tay. Trong nháy mắt toàn trường nổ tung, đây là Các huynh đệ, nhìn thấy chưa, ta liền là phải tin tưởng còn rối thần, cục diện là có chút bị động nhưng hoàn toàn ở trong lòng bàn tay trang chu cảm xúc mạnh mẽ quát một bên hỏa nam mỉm cười tiểu trang tỉnh táo mặc dù trước mắt né tránh làm rất tốt nhưng thiểm điện kỵ sĩ chỉ cần bắt được một cơ hội khải hổ vẫn là tốt thua lão khó khăn ngươi không hiểu con rối thần không phải người bình thường a à? người trẻ tuổi muốn nghe đến đi vào ý kiến khác biệt hơn nữa vĩnh viễn không cần thần thoại một người vốn là còn chút nghi thần nghi quỷ Max khi nhìn đến động tác này sau đó triệt để thiêu đốt, giờ khắc này đầu óc cũng đột nhiên thanh tĩnh, bỗng nhiên cho mình một bạc tai, thảo, bây giờ không biết bao nhiêu người ở nhìn trận đấu này, chính mình sao có thể sợ. Hai thanh kiếm laser ở giữa hai tay hoa thức xoay tròn, triển hiện trong tay kỹ thuật, vụt. Hai thanh kiếm laser phần đuôi kết nối, song đầu lông. Thiểm điện kỳ sĩ hướng về phía đối diện khải hổ giơ ngón tay cái lên tiếp đó đảo ngược xuống oanh bụi đất tung bay thiểm kích phù quan lược ảnh thiểm điện kỳ sĩ giống như phù quan lược ảnh một dạng đè thấp trọng tâm hoàn toàn là biến mất ở trong tầm mắt toàn bộ xung kích trình cơ giáp cơ hồ là ở vào lơ lửng trạng thái sau một khắc xuất hiện ở khải hộ phía dưới đột nhiên một cái đường vòng cung sông lên sông đầu long thiểm ở sông lên trạng thái trong nháy mắt một tiếng nổ tung một dạng tiếng vang bụi bặm tận trời oanh ba giây sau đó. Còn rối thắng. Hỏa nam cầm đã chút tốt xì si gà hướng về bỏ vào trong miệng. Bên tai nghe được cái thanh âm này trong nháy mắt, lập tức trợn to hai mắt, xì si gà chậm rãi đem thiêu đốt một đầu bỏ vào trong miệng. A à, bụi mù tán đi, mọi người nhìn chỉ có đứng yên khải hộ chiến cơ, còn có dưới chân đã nghiền nát thiểm điện kỵ sĩ, phía trước còn hoa lợi chấp lóe siêu cấp cơ giáp lúc này ở ngực một cái động lớn, chỉnh thể gián thun đã triệt để rạn nứt đây là gì đồ vật khải hổ còn có cái gì giấu vũ khí sao có phải hay không chịu một quyền nhà một quyền có thể đánh thành như vậy sao chắc chắn không phải cơ giáp nắm đấm đánh đánh không thủng hơn nữa coi như có thể đánh xuyên cũng không khả năng tạo thành chỉnh thể nứt nẻ ta là học cơ giáp tài liệu nghiên cứu ta đã cảm thấy con rối như thế nào bình tĩnh như vậy khẳng định có vũ khí bí mật cái này nói không chừng là use quân đội mới phương hướng nghiên cứu ta cũng cảm thấy ta cảm giác đây chính là một cái mọc ra khải hổ dáng vẻ siêu cấp cơ giáp các ngươi không thấy sao khải hổ làm sao có thể cùng lên thiểm điện kỵ sĩ tốc độ trong lúc nhất thời đủ loại chuyên gia hiện lên khoan hãy nói đều thật có đạo lý trang chu vui thích kể từ cùng hỏa năm làm trí mạng ước định sau đó hắn triệt để thả sợ cái lông a à. các vị bình tĩnh thao tác thông thường ta không rõ đại gia tại sao cảm thấy còn rối thần biết thua, từ mọi người thấy con rối thần một khắc này, hắn lúc nào lỗ mãn qua, đánh một cái khái niệm cơ, cần vũ khí sao, ta liền hỏi, cần vũ khí sao? Trang chu quát Một bên hỏa nam dọn dẹp xong bị phỏng miệng, bành trướng, quá bành trướng. Trước tiên không cần nói như vậy đây, các vị người xem, để cho xem phân tích video, con rối hẳn là cố ý vứt bỏ vũ khí để cho đối thủ khinh địch tiếp đó sử dụng khải hổ giấu vũ khí. Hỏa Nam thản nhiên nói, Tiểu Trang. Làm một chủ bá, phải tỉnh táo. Không đợi Trang Chu phản kích, phân tích video. Thiểm điện kỳ sĩ tiến công ở pha quay chậm phía dưới lộ ra phá lệ rõ ràng, đem tốc độ cùng nhanh nhẹn đẩy lên cực hạn, chỉ cần trúng một cái, liền có thể nhằm vào kịch cầm khải hổ làm liên tục đa kích. Thiểm điện kỳ sĩ động tác không có gì đáng nói, tương đương hoa lệ, mà nhìn khải hổ cơ hồ tại thiểm điện kỳ sĩ động tác trong nháy mắt liền muốn làm lớn mức độ di động, động tác mặc dù lớn, nhưng tần suất rất nhanh, hơn nửa biên độ lớn. Mỗi một lần chuyển vị cũng là thiểm điện kỳ sĩ liên hoàn. Công kích kết thúc khoảng cách. Còn kém một chút như vậy. Phía bên phải đưa ra kỹ thuật chuyên nghiệp động tác tên, chỉ phiến thiểm tỵ, Ý là hoàn toàn nhìn rõ động tác của đối thủ cùng cơ giáp tính năng làm ra nhỏ nhất động tác né tránh, đồng thời đạt đến hoàn toàn lẫn tránh đối phương công kích hiệu quả. Mà đây là hạng nhẹ cơ giáp đối mặt trọng trang lúc, hiện ra kỹ thuật cùng khống chế sử dụng tốt nhất một loại thao tác. Toàn trường một mảnh xôn xao, nhất là các đại quân giáo sinh, khác liên bang tốt, ở USA bên này, cơ bản bây giờ có con rối trực tiếp, B cấp học viện đều ở phát ra, A cấp học viện tại không có bản viện tuyển thủ thời điểm cũng tốt lựa chọn trực tiếp. Làm một quân giáo sinh, trọng trang hướng về phía hạng nhẹ cơ giáp dùng giấy mảnh phòng ngự, tương đương lại nói, ngươi chính là cái phế vật. Mà con rối đối mặt là khái niệm cơ. Nhưng cho đến con rối lần thứ nhất phản kích cơ hội, pha quay chậm phía dưới, vốn đang ở tranh luận người, triệt để tỉnh mịch một mảnh. Khải hổ đánh một quyền, ở cơ hội đánh trúng đối thủ thời điểm lại thu hồi lại, bởi vì động tác quá nhanh, dẫn đến đám người là nhìn thiểm điện kỳ sĩ lợi dụng thao tác mau tránh ra có thể công kích cái này. Là cỡ nào không đem đối thủ coi là người A, rất rõ ràng. Đối diện Max là cảm nhận được, cho nên mới sẽ do dự, xem như người trong cuộc hắn hoài nghi là chính mình nhanh, vẫn là đối phương cho cơ hội, bởi vì thân ở trong đó, cũng không cách nào triệt để phán đoán. Đây chính là vì cái gì hắn chỉ có thể làm tuyển thủ chuyên nghiệp, giống như hắn trình độ, đặc chủng chiến đội sẽ không, đợt công kích thứ nhất nên cảm nhận được đối phương tài nghệ, còn ở đó sống tú, sức chiến đấu cùng ý thức chiến đấu trượt quá nhanh. Có thể nói ra như thế nói trúng tim đen mà nói, đương nhiên là đội trưởng của bọn họ Tita. Ha ha, đội trưởng, cái này chúng ta biết đến. Bất quá dù sao cũng là thiểm điện kỵ sĩ A, hơn nữa ăn một lần thua thiệt, hắn làm sao đều dài trí nhớ, hơn nữa sao có thể đem cơ giáp đánh thành dạng này, lực phá hoại có chút quá. A giờ cười híp mắt nói mà kỳ thực cái này cũng là tất cả cao thủ nghi ngờ một lần cuối cùng công kích hoàn toàn là thiểm điện kỵ sĩ cơ giáp tính năng cực hạn bản thân cường thế tính năng tăng thêm mặt trăng trọng lực hơi nhỏ hơn một điểm kia sẽ hình thành một cái lơ lửng xung kích hiệu quả ở cứng rắn thao tác max không có tâm bệnh nhưng vấn đề chính là ở trong khoảnh khắc đó khải hổ sử dụng trọng trang đột thiểm lúc này phân tích video đi làm giảm bớt bụi bầm hiệu quả trọng trang đột kích sao không phải là nửa bước đột tiến kéo ra nửa cái thân vị chớp lóe kỵ sĩ loại này nhanh chóng công kích một khi tiến vào công kích trạng thái đỉnh phong là hoàn toàn không cách nào thay đổi mà khải hổ cái này đột nhiên bên cạnh di động đối thủ là rất khó làm ra phản ứng một giây sau tất cả mọi người đều trừng lớn ngã xuống đất là vũ khí gì trong chốc lát khải hổ kèm theo một tiếng ầm vang một quyền đánh về phía đối thủ nhưng chính là như thế một quyền, vậy mà trực tiếp đánh xuyên qua đối thủ cơ giáp, không chỉ như thế, mắt trần có thể thấy, nửa dây bên trong. Toàn bộ cơ giáp mặt ngoài vỡ nát. Cái này. Ra bút. Chương 54, cung quyền sụp đổ giết. Cái này 89 phần 10 là ra bút, khải hổ mặc dù lực đại, nhưng cũng không lớn đến trình độ này hỏa nam mỉm cười quả nhiên quan phương đưa ra một cái tạm dừng rất rõ ràng công kích phá hư tính chất có chút vượt quá tưởng tượng xoa ta liền là thiểm điện kỳ sĩ biết thua tạp bút tính là gì nói không chừng trước mặt né tránh cũng là như thế ta luôn cảm thấy một cái trọng trang không có loại này trình độ trọng trang dựa vào cái gì đối mặt hạng nhẹ cơ giáp làm chỉ phiến thiểm tỵ hắn cho là hắn là thiên vương phan li viết sao mà vào lúc này max trực tiếp giang bên trong càng là lên tiếng ủng hộ một mảnh chỉ có max không nói một lời ở huấn luyện trong khoang thuyền đối mặt ống kính sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt một quyền này đem đánh thức đã từng hắn cũng khát vọng thao tác cực hạn nhưng đại học năm tư cuối cùng một năm hắn đem hết toàn lực mới ở emp đánh một cái tạm thời thập ngũ danh vô luận như thế nào cố gắng đều tại chỗ đã chuyển chuyển xa xa không có đạt đến mong muốn không có thông qua bộ đội đặc chủng thân thỉnh là thứ hai cái đã kích quyết định cuối cùng làm emp nghề nghiệp chủ bá mà tiếp nhận emp ký kết sơ kỳ tốt trạng thái rất tuyệt đại sát tứ phương nhưng đang không ngừng sử dụng thiểm điện kỵ sĩ quá trình bên trong mới là trạng thái suy giảm lợi hại nhất chờ phản ứng lại thời điểm đã không kịp chư vị trận chiến đấu này không tồn tại vấn đề ta đánh quá rác rưới từ hôm nay trở đi ta không còn sử dụng thiểm điện kỵ sĩ con rối là ta gặp qua tối cường đối thủ tuyệt đối là đỉnh cấp đơn đấu tuyển thủ ta không phải là đang cấp chính mình tìm lối thoát một kích cuối cùng không phải đơn thuần một quyền nói đến hổ thẹn đã từng ta cũng là chi tiết thao tác hình chiến sĩ max trong ánh mắt lộ ra không nói ra được tư vị một kích cuối cùng chuẩn xác mà nói là thiểm kích một loại mọi người chú ý nhìn cơ giáp dưới chân tránh đột nhiên đồng thời tiếp lấy cơ giáp quán tính nghịch chuyển tạo thành một sức mạnh trục tâm tất cả xung lượng đều tiếp ở một quyền này ở trong ở max giải thích khải hổ một quyền kia lại lần nữa bị thả chậm hơn nữa ăn khớp ống kính tất cả mọi người mới phát hiện cực lớn khải hổ chiến cơ đang làm chật lóe đồng thời cơ giáp ở làm quay người cánh tay phải đã kéo ra khi đột tiếng động tác hoàn thành trong nháy mắt nhìn như ở pha quay chậm ở dưới đình trệ trong hiện thực sức mạnh đã đạt tới công kích tràn đầy trạng thái a à, một quyền này muốn đánh không đi ra cơ giáp có thể quá tải. Đây là một cái có thể để cho trọng trang quá tải động tác công kích. Oanh! Một quyền kia che khuất bầu trời, thiểm điện kỵ sĩ quay đầu lại, thấy được, nhưng mà căn bản không nhúc nhích được, mà một quyền kia chẳng những là đánh xuyên cơ giáp, mà trực tiếp đánh nát Max hư vinh, cũng làm cho Max thấy được đã từng tự tin kiêu ngạo quá khứ. Max đám fan hâm mộ cũng ngây ngẩn cả người, tự hồ vang lên bọn hắn đã từng nhìn Max, cái kia tràn ngập đấu chí chuyên chọn cường giả chiến sĩ. Nhưng Max ngẩn người, đột nhiên nhảy dựng lên, chỉ vào màn hình, không đúng, không đúng, không đúng. Mưa đạn một mảnh. Max một trận thao tác, tiếp đó kéo ra cuối cùng một quyền chậm nửa phóng, chậm nửa, ống kính phát lớn, tập trung cơ giáp nắm đấm. Giờ khắc này, đừng nói người xem, Tita, Roby dạng này đỉnh tim cao thủ có chút nghẹn họng nhìn trân trối. Một quyền đánh thiểm điện kỵ sĩ mặt ngoài trong nháy mắt liền đã phá phòng ngự, cơ giáp trạng nứt, không thể không nói, siêu cấp khái niệm cơ giáp phòng ngự là tốt, phòng ngự cường độ kỳ thực không quá chân thực, đổi thành đồng dạng hạng nhẹ cơ giáp sớm xong. Nhưng liền xem như công kích như vậy kỳ thực cũng không đến nỗi đánh xuyên qua siêu cấp cơ giáp, chân chính tạo thành vết thương trí mạng. Nhị đoàn sụp đổ. Chính quyền đánh vào, cung quyền sụp đổ giết. Đây là một bộ thiểm kích, bá vương thiên thông băng. Vô luận là trực tiếp gian, giải thích, vẫn là Max chính mình cũng nói không ra lời, mà đang quan sát trực tiếp các đại quân giáo EMP đại sảnh tất cả chiến sĩ đều tại nhìn một màn này. Có một loại tuyệt vọng lực uy hiếp, lần nữa nhìn về phía khải hổ thời điểm, không biết tại sao, tất cả mọi người trong lòng đều bao phủ một tầng lực áp bách. Cơ giáp, vẫn là cái kia đã bị USE quân đội đào thải cơ giáp, nhưng mà, giờ khắc này, hắn lực uy hiếp không giống như bất luận cái gì siêu cấp cơ giáp kém. Tất cả mọi người đều rất khiếp sợ thời điểm, Trang Chu không biết tại sao, hắn cảm thấy rất bình thường, hắn từ trên ghế rất bình tĩnh đứng lên, giang hai cánh tay, toàn bộ thái dương hệ người trong liên minh loại các chiến sĩ, rất vinh hạnh giới thiệu cho các ngươi, đây chính là đến từ chúng ta USE vô địch chiến thần, con rối. Một khắc này, thiên kinh cơ võ EMP trong đại sảnh bộc phát ra chấn thiên động địa tiếng hoang hô ngay từ đầu là rung động. Mà trang chu một câu nói sau cùng này, nhưng là đốt lên mỗi cái người địa cầu kiêu ngạo, người địa cầu chưa bao giờ cảm thấy bọn hắn biết một mực vẫn lạc, bọn hắn nhất định sẽ có anh hùng đáng sinh. Đang lúc tất cả mọi người đợi con rối thần chiến đấu kế tiếp lúc, con rối offline. Vô luận là gào khóc đòi ăn người xem, vẫn là một đám chờ đợi khiêu chiến tuyển thủ. Như thế không chuyên nghiệp sao? Có thể gọi đi Lý Hạo đương nhiên là A Du Du, nàng huấn luyện kết thúc chạy tới. Tita gặp con rối offline cũng đóng lại trực tiếp, bấm Roby điện thoại, chiến ý dâng lên. Roby đội trưởng. Lúc nào mời các ngươi vũ khí bí mật đánh một trận nữa? Ha ha, Tita đội trưởng, thường xuyên xuất hiện liền không gọi vũ khí bí mật. Roby lộ ra nụ cười sáng lạng, Nam Mỹ ra soái ca a, à, chúng ta cũng không cần vòng vo, ta hy vọng trận tiếp theo hắn có thể xuất hiện tita không nhìn thẳng đối phương đại bạch răng cái này ta không thể cam đoan chờ tin tức đi cúp máy điện thoại robi cũng là não nhân đâu tita bên kia hiển nhiên là đối với nhị ca cảm thấy hứng thú nhưng nhị ca cũng không phải sử tử châu mỹ người cũng không tốt cuối cùng phiền phức mình có chút đần a à, nhị ca tài nghệ như vậy ít nhất hắn có thể kéo kéo chính mình a à, huấn luyện vẫn là như vậy huấn luyện nhưng robi cảm giác chính mình cũng tiến nhập bình cảnh theo trình độ này xuống, chỉ sợ năm nay cũng sẽ không có bao lớn đột phá Lúc này Lý Hạo đồng học ở sân huấn luyện cùng A Du Du gặp mặt Hai người nhìn đối phương ánh mắt đầu tiên Trên mặt liền có không che giấu được nụ cười Học trưởng, không quấy rầy ngươi đi Biết, hiệu trưởng bên kia đã đáp ứng Chúng ta có thể sử dụng người mới học phi cơ huấn luyện giáp Dạng này ngươi liền có thể điều khiển Ta ở một bên phụ trợ là được Wow Thật sự có thể chứ ta rất lâu liền nghĩ chính mình thử một chút, chúng ta dùng cái nào một cái, to con sao? To con, ngươi nói là khải hổ sao, cái này? Vẫn là khải báo A. À. Lý Hạo cười nói, lấy A du du tình huống chỉ có thể sử dụng hạng nhẹ cơ giáp. Ta thích lớn, để cho ta thử xem khải hổ. Khoan hãy nói A du du khiêu chiến muốn vẫn rất mạnh, nhìn xem nhu nhu, trong xương cốt tinh thần mạo hiểm rất mãnh liệt những thứ này phi cơ huấn luyện giáp là cho tân sinh lên lớp dùng cái điểm này cũng không có ai kỳ thực tân sinh đối với những thứ này kiểu cũ cơ giáp hứng thú cũng không lớn nhìn xem độ cao a à, du du có chút lúng túng mà một tiếng kinh hô lý hạo đã ôm a à du du ba bước hai bước xông lên phi cơ huấn luyện giáp có hai cái chỗ ngồi một cái là giáo quan một cái là tân sinh có thể phụ trợ tiếp quản thao tác Lần thứ nhất nắm giữ cơ giáp chính thức vị trí lái a -du -du vẫn là tương đối hưng phấn, học trưởng, như thế như thế nào kéo. Ta tới giúp ngươi. Lý Hạo đem máy cảm ứng cho a -du -du mang lên, chúng ta trước tiên thích ứng một chút lực đạo, khải hổ phụ trọng có chút lớn, ngươi trước tiên dơ lên vừa nhất cánh tay. Được rồi, ta liền ưa thích loại khí phách này, bá vương súng titan. Hành hành cấp hắc lúc này a à du du như cái sóng động tiểu lão hổ nhặt trăng trắng mặt ngoài chiến đấu trị tăng mạnh a a a a a du du dùng sức giơ lên cánh tay quả nhiên là bú sữa mẹ khí lực đều dùng đi ra khuôn mặt nhỏ đỏ lên nhưng cơ giáp cứ thế không nhúc nhích hô 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 học trưởng có phải hay không là hỏng căn bản không động được a à? a à du du thở hổn hển hỏi ôi nhà ngươi cảm thấy ngươi tiểu thân bản chịu đựng được trọng trang sao lý hạo nhìn không được cười nói nhìn xem a du du dày vò không có khả năng ta khí lực rất lớn ta thế nhưng là hoàng kim ghen người sở hữu coi như không ca hát khiêu vũ cũng có thể làm phi công a du du tức giận bất bình dù sao cũng là thiên tài loại biết không động chút nào đâu tiếp đó a du du hừ hừ nha nha liều mạng hai phút sân huấn luyện bên trong khải hổ không nhúc nhích phàm là có người đều có thể lúng túng ngủ hừ ta cảm thấy ngươi cố ý ngươi động cho ta xem một chút a à, du du khiêu khích nói học trưởng cũng là hệ cơ giáp ta đã từng nhìn một người sử dụng khải hổ tương đối bá khí ngươi sẽ sao ôi nha tiểu học mùi ngươi đây là xem thường ai đây chỉ cần người khác có thể làm ta đều có thể làm lý hạo vỗ ngực một cái nói đùa không nói những cái khác luận cơ giáp hắn còn không có phục qua ai tốt cho ta tới một cái lợi hại nếu như rất tuyệt mà nói, ta cho người ca hát nghe. Vụt. Khải hổ ánh mắt đột nhiên phát sáng lên, dậm chân ra sân, ở A Du Du Kinh Hồ đã tận trời, giữa không trung ti tàn bá vương thương đã tổ hợp. Vụt 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 vụt. Ánh chớp như rồng, thẳng sâu cầu vòng. Kịch cầm bá vương chiến cơ lúc này giống như chiến trường đại sát tứ phương cự nhân, thẳng tiến không lùi, đạp 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 đạp. Oanh. Đâm ra một thương, mặc dù là khoảng không chiêu, bên tai vậy mà vang lên một tiếng phá không nổ tung. Ba 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 ba, theo sát lấy một cái thu súng, bá vương chiến cơ xoắn ốc khoảng chừng trở về di động, bá vương thương đồng thời đi theo càng quét, một chuỗi thập liên kích, đột nhiên một cái độ khó siêu cao 130 độ ngửa ra sau hồi mã thương, mắt thấy cực lớn chiến cơ bởi vì trọng tâm xoay chuyển muốn ngã xuống, đột nhiên két két một tiếng. Bá vương chiến cơ vậy mà khiến cho một cây cầu sắt cứ thế mà kéo lên bá vương thương xoay tay lại một cái thương hoa. Một bộ công kích xong thành, Lý Hạo mặt không biến sắc tim không đập, nhìn xem một bên giống như là uống say a à du du, ôi nha. Như thế nào? Học trưởng, ngươi nhất định là cố ý. A à, du du nhẹ nhàng cắn môi một cái. Lý Hạo, cố ý. Đem ta lắc hôn mê liền có thể không cần dạy ta có phải hay không? Khả năng. Không đúng, Dùng mã lão sư mà nói Ngươi làm trả đũa Lý hạo đông đưa đầu nói Mặc kệ mặc kệ Học trưởng không thể khi dễ ta Ta muốn thử một chút khải báo Nếu như không được Chắc chắn là ngươi cái này lão sư dạy không tốt A à, du du đung đưa bàn tay nhỏ trắng noãn nói Khải báo hẳn là có thể Tới, chúng ta thử xem Lý hạo mở cửa khoan ra Đưa tay ra A à, du du bất đắc dĩ nhìn một chút phía dưới Chẳng lẽ các ngươi mỗi lần đều như thế nhảy, không cần cái thang sao? Muốn cái gì cái thang, chúng ta thế nhưng là đường đường chính chính thiên kinh cơ võ sinh viên tài cao, chuyên nghiệp. Lý Hạo có chút ngượng ngùng. Kỳ thực có cái thang, Lý Hạo giấu đi, Mã lão sư nói, heo mới dùng cái thang. Thân yêu các lão bản, trung thu khoái hoạt. Bầu không khí đều đến nơi này, cầu một tấm nguyệt phiếu mặt dễ thương. Chương 55, xuống núi thần, trung thu khoái hoạt. Hắn không muốn làm cái heo, nhưng có chút ngượng ngùng, động tác không quá trôi chảy, nếu như là mã lão sư, vậy còn không chỉnh ra cái hoa tới, chính là muốn chế tạo mập mờ, rút ngắn quan hệ. Ở Lý Hạo do dự chút thời điểm, A Du Du khuôn mặt hơi đỏ lên ông lấy Lý Hạo hông, Lý Hạo đồng học bỗng nhiên tinh thần, lão sư thật không lừa ta, y Ông A Du Du vụt vụt rơi xuống, hướng về một bên khác khải báo đi đến, nơi này cơ giáp cũng là chuyên môn thiết kế, là lúc đầu học giả loại kia. Mà A Du Du cùng Lý Hạo cũng không có chú ý, tại sân huấn luyện sát vách phòng quản lý bên trong. Long Đan Ni biểu lộ ngưng trọng. Lúc Lý Hạo cùng A Du Du tiến vào sân huấn luyện, nàng được đến thông tri liền đến, A Du Du cái thân phận này quá nhạy cảm, ra chút vấn đề, ai cũng không đủ sức, nàng cũng có chút hối hận đáp ứng đối phương thỉnh cầu, theo lý thuyết, đi một chút đi ngang qua sân khấu liền xong rồi, nàng biết đối với cơ giáp cảm thấy hứng thú. Mà bất ngờ thấy được một bộ kia khải hổ động tác, lòng đang ni là người nào, từ trên chiến trường trở về, trải qua khu vực chiến trường, tiêu diệt qua hải tặc vũ trụ, phàm là có thể sử dụng khải hổ làm ra động tác như vậy, ở trong trường quân đội cũng là người nổi bật. Mặc dù là vô đối kháng động tác, nhưng mỗi một súng rót lực, không phải khoa chân múa tay A, à. hơn nữa một bộ động tác đánh xong, hắn tâm dẫn đầu khắp các mọi mặt cơ thể số liệu vậy mà không có biến hóa quá lớn cái này tố chất thân thể có chút nghịch thiên rất rõ ràng lý hạo là cao thủ chính là nàng cần kỳ thực đang nhìn lý hạo hồ sơ thời điểm nàng đã cảm thấy có thể có như vậy trường học điểm này thành tích có thể xem nhẹ cho nên mới đem lý hạo đặt ở chu nại nhất trong chiến đội quan sát một chút không nghĩ tới sao dự tính còn tốt hơn hiện tại vấn đề cũng rất khó giải quyết Nàng điều tra qua, kỳ thực chuyện năm đó đã qua, chỉ là gia tộc Melafit là EMP ẩn tàng đại cổ đông, mà S thi đấu lại là EMP quan phương chủ đạo, để cho Lý Hạo đăng tràn, chờ Vu Minh lấy đánh gia tộc Melafit khuôn mặt, bên trong còn có Thiên Khải còn sóc lại vấn đề, liên minh bên kia ước gì chuyện này vĩnh viễn chôn giấu. Liền xem như Long Đan Ni cũng cảm thấy khó giải quyết, nhưng nhân tại như vậy liền mai một cũng quá đáng tiếc, Long Đan Ni quyết định suy nghĩ lại một chút biện pháp, nhưng phải chính xác giải quyết mới được không thể lại lừa bịp lúc này ở lý hạo dẫn dắt phía dưới a du du bước ra khải báo bước đầu tiên đương nhiên cái này cũng không giống như là hung mảnh con báo mà là uống say nhị cáp lung la lung lay lắc lắc lung lay nhiều lần đều kém chút ngã xuống lý hạo là lún cuốn tay chân điều chỉnh trọng tâm hết lần này tới lần khác a du du lòng can đảm có đặc biệt lớn không biết chút nào sợ là vật gì còn không có học được đi liền nghĩ chạy Kết quả khải báo chiến cơ một đầu cắm tiếp, Lý Hạo tiếp nhận thao tác quyền hạn, một tay khẽ chống, khải báo trực tiếp kéo lên, ưu nhã rơi xuống đất. Như thế nào, có hay không chút vũ đạo dáng vẻ? Lý Hạo nói. Ngươi dễ nhớ sao? A à, Du Du hỏi, căn bản vốn không kéo sợ. Còn rất hưng phấn. Làm sao có thể quên, đời này cũng sẽ không quên. Lý Hạo bản năng nói, buổi tối nằm mơ giữa ban ngày đều biết mơ tới. A à, Du Du khuôn mặt hơi đỏ lên, học trưởng, xét thấy ngươi hôm nay biểu hiện tốt, ta cho ngươi hát một bài ca a, à. ngươi muốn nghe cái gì, ta biết hát rất nhiều, hiện trường chút ca. Lý Hạo nhún nhún vai, ta đây phải nghĩ nghĩ, a, à, thế không thể đỡ, sẽ sao, ác thần khúc, rất có khí thế, rất thích hợp thời điểm chiến đấu nghe. Ngươi cũng ưa thích ác sao? A à, Du Du nhẹ nhàng cắn môi một cái, ta không mê thần tượng, chủ yếu chúng ta phòng ngủ cái kia tiểu mập mạp tả tiểu đường là ác siêu cấp phan hâm mộ mỗi ngày nghe làm cho ta đều nhớ kỹ bình thường ta nghe ca nhạc không nhiều nhưng cái này bài vẫn là rất hăng hái độ khó có thể hay không cao một chút a à, du du nở nụ cười xinh đẹp a à, vậy ta thử xem a à. ta đem mặt mỉm cười ta cũng minh bạch muốn làm sao uống mình theo người đối với ta mà nói tỏ ra yếu kém không đúng lúc ta muốn khoát ra trận ta muốn để các ngươi minh bạch âm ẩn Stopan âm Invincin. Lý Hạo bắt đầu còn không có như thế nào để ý, nhưng nghe đến liền nhập thần, cái này thân thể nho nhỏ bên trong lại có như thế tinh thần chấn nhiếp chi lực. Ta đánh đâu thắng đó, ta đã thế không thể đỡ. Lý Hạo không biết mình tương lai ở phương nào, cũng không biết bơ mục đích cuối cùng là cái gì, nhưng mà hắn không quan tâm, cũng không sợ hãi. Một bài hát thôi, Lý Hạo vỗ tay, tốt. A à, Du Du cũng cười, Giảo hoạt nháy mắt mấy cái Tốt bao nhiêu Cái này phi thường tốt Cùng nguyên bản hát không sai biệt lắm Lý Hạo ngẩn người Nếu Mã Lão Sư ở đây Tuyệt đối sẽ không nói như vậy Đương nhiên Mã Lão Sư mà nói Loại hoàn cảnh này Loại không khí này Miền khẳng định không chỉ nói chuyện chức năng Không biết tại sao A-du-du -du cười khanh khách đát Lý Hạo cũng chỉ có thể đi theo cười ngây ngô Đây cũng là một ban đêm tốt đẹp kể từ a du du xuất hiện hắn có chút không chân thực sinh hoạt trở nên muôn màu muôn vẻ đứng lên lý hạo cảm thấy mình cũng bắt đầu giống như là người bình thường đem a du du đưa trở về trở lại ký túc xá lý hạo vẫn như cũ toét miệng ai u trưởng phòng ngủ đại nhân trở về tới 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 nhanh ngồi như thế nào hơn mấy lũy mã long vội vàng ở trong ký túc xá ương dợi cái ghế có chút tam đường hội thẩm tư vị cái gì loạn thất bát tao ta liền là cùng a du du cùng một chỗ luyện tập một chút cơ giác đây là hiệu trưởng cho nhiệm vụ gạt quỷ hả hiệu trưởng đều liên hệ thời đại này còn có cái gì so trong buồn phi cơ kích thích hơn đừng nhìn nhìn cái gì vậy ta chưa thử qua mã long mập mờ nháy mắt mấy cái tiên hạ thủ vi cường nhớ kỹ ta những cái kia chiêu nhi sao hạo ca đừng nghe mã long hắn là cái lsp vui vẻ không phải liền là tốt nhất sao Tả tiểu đường nói. Ta cũng tán thành, đây mới là yêu nhau nên có dáng vẻ. Vũ Tàng biểu thị đồng ý, tốt đẹp nhất sự tình, tại sao muốn làm phức tạp như vậy, ít nhất nhìn hạo ca nụ cười nhiều rất nhiều, trước đó cảm giác cũng là ngoài cười nhưng trong không cười. Dựa vào, các ngươi mới ngoài cười nhưng trong không cười. Mã Long ngược lại ngẩn người, Lý Hạo cởi áo ra ném sang một bên, dạng này rất tốt, cảm giác thật thoải mái, hai người cũng có thể hiểu nhau, dù sao nhận biết cũng không bao lâu đương nhiên vẫn là cảm tạ mã lão sư chỉ điểm a à, du du không là bình thường nữ sinh không có nhiều như vậy sáo lộ mã lông thở dài lung lay đầu vô ý thức móc ra một điếu thuốc cộc cộc gọi lên phun ra hơi quét một vòng cười cười vũ tàng tiểu tử này là kẻ ngu ngàn lo chợt có vừa được nhìn nữ sinh kia cũng không phải am hiểu sáo lộ đại khái cũng không nói yêu đương các ngươi loại trạng thái này u mê nhưng lại là đẹp nhất được chưa hơn mấy lũy. Đám người nhìn không được một trận chửi bậy, gia hỏa này đứng đắn bất quá ba giây. Hạo ca, ngươi cùng hiệu trưởng đã nói sao, có biện pháp nào giải quyết hay không? Vũ Tàng hỏi, hắn là nhất không phục tùng. Tình huống gì, giải quyết cái gì? Mã Long kỳ quái hỏi, khi biết được tình huống sau đó, lập tức nổi giận, cái gì cẩu vật, thời đại nào, hắn là ai, ta đi làm chết hắn. Syrian, Melafit, Ngươi xem làm một cái gần chết là được rồi. Vũ Tàng nói. Dựa vào, bất kể hắn là cái gì đồ chơi. Còn có ta 4396 sợ sao? Ngươi nói cái gì, mê là phiết. Mã Long ngây ngẩn cả người, cái họ này mặc dù điều thấp, nhưng mà hắn loại quan tâm này cái gọi là thượng tầng kết cấu là phi thường hiểu rõ. Sirian, gần nhất bốn phía góp tiền, ở các đại khoa học đỉnh cấp sách báo phát biểu luận văn cái kia xuất sinh liền đứng ở người khác điểm cuối gia tộc Mê La Phiết Thiên tài người thừa kế. Chính là hắn. Vũ Tàng gật gật đầu, mấy năm trước hạo ca chính xác kém chút để cho hắn trực tiếp đến nhân sinh điểm kết thúc. Mã Long từ trên xuống dưới đánh giá Lý Hạo, Hạo ca, ngưu bức A, có thể thổi cả đời. Ngươi lại còn có thể hoàn hảo không hao tổn sống đến bây giờ, cũng là kỳ tích. Đây là địa cầu, không phải mặt trăng, hắn cũng không thể quá làm càng, hạo ca, ta cùng đại ca nói một chút, xem hắn có thể hay không đứng ra. Vũ Tàng nói. Lý hạo khoát khoát tay, cái này thật không cần, chỉ có thể cho đại gia kéo càng nhiều phiền phức, cũng sẽ để cho hiệu trưởng khó xử, thuận theo tự nhiên tốt. Đều do bơ không có bản lãnh thông thiên ông cái gì đồ sứ sống, còn móc. Đinh đinh thùng thùng. Lý hạo điện thoại vang lên, ấn mở, một cái ba dê tiểu nhân ảnh hiện lên làm gì? Lý Hạo nói, cùng Roby không có gì tốt khách khí. Nhị ca, hắc hắc, lại tới làm phiền ngươi, thiên tinh bên kia lần trước thua không phục, nhất định phải lại đánh một lần, chỉ cần ngươi có rảnh, bọn hắn tùy thời xin đợi, tìm một cơ hội để cho bọn hắn cầu chú ý phải chú ý. Còn có, ta gần nhất tiến vào bình cảnh, áp lực rất lớn, giúp ta trồng rã a, à, sắp đêm không thể say giấc. Roby nói, cùng Lý Hạo hắn cũng không cần thiết che giấu, cũng không có gì dễ trang. Được a, à, ta gần nhất cũng không có gì sự tình, bọn hắn ước chiến liền cùng bọn hắn chiến, bất quá chính các ngươi người hay là muốn chữa trị khỏi, cảm giác có chút loạn, ta cũng không thể một mực thay các ngươi đánh. Lý Hạo gật gật đầu. Ha ha, nhận được nhị ca hiểu ta nhất, ngươi không biết chúng ta bên này tiểu độc tử nhóm đối với ngươi sùng bái không được rồi, ta phải đem tin tức này nói cho bọn hắn. Roby vừa nói, bên cạnh đối với bên người các huynh đệ phất phất tay. Treo điện thoại, những người khác đều nhìn xem Lý Hạo, người này làm sao nhìn khá quen. Mã Long tò mò hỏi, nhìn đồng phục giống như là châu Mỹ khu bên kia. Châu Mỹ sư chiến đội đội trưởng Roby. Vũ Tàng vô cùng bình tĩnh nói, ánh mắt bên trong tràn đầy ngưng trọng, tất cả u sơ chiến khu cao thủ hắn đều có ấn tượng, Roby cũng là hắn mục tiêu một trong. Roby. Cái kia Roby, cùng sư Robi. Lục Long. Mã Long ngẩn ngơ, ta không nghe lầm chứ. Mã Long một mặt mộng bức, hắn giống như nghe đối phương là làm lý hạo, nhị ca, dạ đồng cũng gọi như vậy qua. Vì cái gì làm cuồng sư Robi, người này tâm cao khí ngạo không coi ai ra gì không phải một điểm nửa điểm, phong cách tác chiến cũng là tương đương cuồng giả, thuộc về đối mặt nục có thể đánh ra huyết tính mấy cái chiến sĩ, vừa mới nhìn xem như thế nào như cái. Liếm chó hắn rõ ràng từ cuồng sư Roby trên thân nhìn ra tôn kính, có lẽ Lý Hạo trước đó ở thiếu niên ban thời điểm thật sự ngưu, đều trải qua nhiều năm như vậy a. À. Roby đã danh tiếng vang xa, có thể nói là đỉnh núi cái kia một đợt người, làm sao còn có thể như vậy? Treo lên đánh Melafit người thừa kế, để cho cùng sư Roby phục tùng người, cùng trước mắt mỗi ngày giúp bọn hắn kéo bữa sáng quét dọn vệ sinh trưởng phòng ngủ, những năm này hắn đều đã trải qua cái gì? Sách mới lên đường, yêu thích các lão bản điểm một cái cất giữ, nguyệt phiếu ủng hộ một chút, cảm tạ. Chương 56, Giáo chủ Chương trình học như cũ bên trên, mong nghiệp giáo thụ trở thành chiến đội huấn luyện viên sau đó, chu nại nhất huấn luyện của bọn hắn nhiệt tình tăng vọt, bởi vì hiệu trưởng muốn an bài sân trường chiến. Ở thời đại này, trường học cơ giáp chiến đội giống như bóng rổ bóng đá đội giáo viên, còn muốn càng nổi bật một chút, giống thiên kinh cơ võ nắm giữ 5.000 người sân bãi, biết tiến hành chiến trường 3 dê chiến đấu, có thể nói là tuyệt đối bày ra sân khấu, lưu cho chu nại một trận chiến đội thời gian không nhiều lắm, cũng may vũ tàn cùng dạ đồng thực lực bắt đầu ở trong đoàn chiến hiện ra. Đội viên ở giữa ăn ý chắc chắn là cần rèn luyện, liền tả tiểu đường đều trở nên chịu khó, không có cách nào, không muốn mất mặt đến cố gắng, lúc này tả tiểu bàn muốn rời khỏi cũng không kịp. Lý Hạo ngược lại thanh nhàn xuống bồi A Du Du cùng đi bên trên hí khúc khóa, A Du Du thì bồi Lý Hạo lên máy bay giáp chương trình học. Kể từ có chu nại nhất chiến đội, mong nghiệp giáo thụ giống như là đột nhiên đã thông hai mạch nhầm đốc, bắt đầu vứt bỏ nút cơ giáp, mà là toàn bộ áp dụng phù hợp người địa cầu tính cách USE cơ giáp, khác biệt liên bang tư duy cùng tố chất thân thể kỳ thực có tướng làm khác biệt. Đồng dạng là ghen điều chỉnh, nhưng bởi vì tinh cầu khác biệt, cuối cùng phản ứng cũng là có chênh lệch, có thể đi am hiểu đối thủ, nhưng một vị bắt trước rõ ràng không có đường ra. Dù sao cũng là đội hai, thua cũng không có gì áp lực. Ta ý của lời này không phải nói để cho đại gia đi dùng khải hổ, khải long thậm chí khải báo, không cần thiết đem cổ hủ lật ra tới, nhưng mọi người xem nhìn cái này gọi là con rối tuyển thủ, hắn thao tác, ý thức của hắn, phán đoán của hắn, hắn đang dùng hành động thực tế nói cho chúng ta biết. Use cơ giáp không có chút nào yếu, không chỉ như thế, càng trọng thì cơ thể người kết cấu. Có thể đứng đầu đại trình độ phát huy ra suy tư của người. Mông Nghiệp gõ bảng đen, hắn ưa thích trận điển hình phân tích, nhưng mà dùng một cái võng hồng còn là lần đầu tiên. Các vị đại gia có thể cảm thấy hắn là cái không chuyên nghiệp, nhưng ta ở đây nói cho đại gia, hắn nhất định đi qua tương đương nghiêm khắc huấn luyện quân sự, 100%. Mông Nghiệp nói. Giáo thụ chúng ta cũng tại chịu đựng nghiêm khắc huấn luyện a à. vì bạn học này rõ ràng ngươi đối với nghiêm ngặt có sự hiểu lầm xem hắn tất cả chiến đấu cơ thể quen thuộc cũng là chúng ta một mực yêu cầu không chỉ có là cơ thể cơ thể quen thuộc tiến hơn một bước là cơ giáp cơ thể quen thuộc nói đúng là khi làm ra động tác thời điểm bản năng làm ra tốt nhất phán đoán không phải sinh vật bản năng là chiến đấu bản năng liền lấy gần nhất trận này nhìn tử thiểm cái này cá nhân ta vẫn có ấn tượng, năm ngoái hạng nhẹ cơ giáp đơn đấu cuộc so tài 15 tên, trình độ là tương đối tốt, nhìn ra được, sau khi tốt nghiệp trình độ của hắn có chỗ trượt, nhưng mọi người xem, tại đối mặt trí mạng một quyền thời điểm, hắn là có phản ứng. Phán đoán đúng con rối phương hướng công kích, thậm chí làm ra quay đầu đối mặt phản ứng. Người bình thường tại đối mặt công kích phản ứng là bản năng né tránh, mà hắn là đối mặt, tính toán làm ra phản kích hoặc phòng ngự mặc dù cuối cùng không có làm được, nhưng cơ thể của hắn ký ức là đúng. Đại gia không nghĩ tới mông nghiệp khích lệ là đối thủ, sau trận đấu đều nghị luận, Max trình độ hạ xuống quá nhanh mới có thể lưu lạc thành khái niệm cơ người sử dụng, mà một khi quen thuộc khái niệm cơ, trình độ tốt nhanh chóng hạ xuống, đây cơ hội là ma chú. Giáo thụ, con rối đến cùng là ai vậy, có phải hay không là trong quân đội đại lão, hoặc nhóm USE vương bại trong bộ đội? Cái này ta cũng không biết hơn nữa cũng không trọng yếu lần trước ta cũng đã nói đại gia muốn từ bên trong tìm được chúng ta use cơ giáp đặc điểm và chiến đấu ưu thế đây nhất định là phù hợp sinh vật cấu tạo đã có người có thể làm được vì cái gì chúng ta làm không được con rối tồn tại giống như là cho mông nghiệp một mực lý luận tìm được luận điểm hơn nữa người này cũng chỉ dùng rất lại phía sau khải hệ càng là hoàn toàn nghiệm chứng mông nghiệp ý nghĩ use cơ giáp hệ thống phi thường tốt chỉ là cần phải đi phát huy đi thích ứng chiến đấu mới phong cách một vị đi theo người mặt trăng phía sau cái mông vĩnh viễn cũng siêu việt không được học trưởng con rối thật là lợi hại ngươi cùng hắn ai lợi hại một chút a à, du du nhỏ giọng hỏi đương nhiên là ta ở nữ hài tử yêu thích lý hạo là tuyệt đối sẽ không sợ hắn là không có gặp phải ta bằng không thì treo lên chùa y ngươi thì khoác lác a à. a à, du du cười nói ôi nhà ngươi thích dị dạng nam sinh lý hạo hỏi đương nhiên chính hắn đáp án kia là không thể nào có mị lực thần bí một chút tốt hơn giống siêu nhân như thế a à, du du cười nói lý hạo suy nghĩ một chút trên mặt tươi cười đây không phải nói mình sao vừa cười một nửa điện thoại chấn động một cái một cái tin tức lý hạo bình tĩnh trở lại một bên a à du du bỗng nhiên cảm giác ở người bên cạnh mình giống như là biến mất Belem nhiệm vụ 129, bảo vệ địa cầu vinh dự, dẫn dắt địa cầu phong cách. Phàm là có cái Belem đồ chơi gì đứng tại trước mặt Lý Hạo, hắn có thể bóp nát cái này choáng nha, hắn đem mình làm cái gì, chính mình liền một cái thảo dân, một cái quân giáo sinh mà thôi, đây không phải nằm mơ giữa ban ngày sao. Dẫn dắt. Dựa vào khuôn mặt lớn sao? Lý Hạo nhịn không được nhíu mày, dĩ vãng Belem nhiệm vụ đều là vô cùng rõ ràng trực tiếp, gần nhất nhiệm vụ càng ngày càng quá dị mờ mịt từ phía trước emp điểm số hạn chế khải hệ đến bây giờ cái này ít nhất chỉ hướng một cái mục đích đó chính là áp chế mặt trăng chút dường như đang trước mặt nhiệm vụ bên trong cũng hiển hiện ra giống như thiên khải thiếu niên ban nhiệm vụ kia cũng là nhằm vào mặt trăng học trưởng học trưởng ngươi thế nào một bên a du du lôi kéo lý hạo lý hạo tỉnh táo lại không có việc gì một cái chủ nợ A, à, ngươi thiếu tiền sao? Ta có a, à? có thể cho ngươi mượn. A à Du Du thốt ra, Lý Hạo nhìn cười không được, theo bản năng lôi kéo A à Du Du hạ thủ, cảm tạ, không phải loại kia nợ. Nhất thời A à Du Du đỏ mặt, muốn rút tay về, nhưng Lý Hạo lại không phải người ngu, kéo đều kéo, nắm thật chặt A à Du Du tay, A à Du Du tác hai cái cũng không có dùng quá sức, hai người cứ như vậy tay cầm tay đứng lên trên bục giảng mông nghiệp giáo thụ vẫn là hăng hái nước miếng tung bay, nhưng phía dưới hai vị này tâm tư đã sớm không biết bay đi nơi nào. Tăng lớp, Lý Hạo lần thứ nhất cảm thán thời gian làm sao qua nhanh như vậy, a du du một hồi còn có môn chuyên ngành, hắn vào không được. Học trưởng, tiễn đưa ngươi một món lễ vật. Trước khi đi a du du nói, nhớ kỹ kiểm tra và nhận. Nhìn xem a du du vui vẻ rời đi bộ dáng, Lý Hạo cười nói cũng giống cái kẻ ngu đội tâm thả điều này nói rõ a du du cũng không chán ghét chính mình còn tặng quà điềm tốt đương nhiên hắn cũng sẽ không giống mã lông như thế cái gì rèn sắt khi còn nóng phi cầm lớn cắn cảm giác a du du là đối với chính mình có hảo cảm nhưng còn chưa tới một bước kia như vậy thì rất khá nắm chặt trong nháy mắt đó cảm giác đại não ông ông trái tim đều phải đụng tới ai nha thật là đần chính mình hẳn là cũng chuẩn bị cái lễ vật a à, ngu xuẩn phải trở về cùng mã lão sư thỉnh giáo một chút. Mặc dù phòng ngủ ba người khác cùng mã lão sư tam quan không giống nhau lắm, nhưng kỹ thuật phương diện bên trên mã lão sư. Chính mình tự mình kinh nghiệm, Lý Hạo cũng biết, ở phương diện này Mã Long thật sự vung bọn hắn mấy con phố, không riêng gì kinh nghiệm, chênh lệch về cảnh giới vô cùng cách xa. Giữa trưa 4.396 bốn người ở nhà ăn tụ tập, tả tiểu đường có chút sầu mi khổ kiểm. Thế nào, tả tiểu bàn, giống như là nấu chín con cua, thất tình. Hắn là loại kia thất tình thể chất sao, ác buổi hòa nhạc vé vào cửa thật sự không lấy được, bọn cơ hội đều không phân, số lượng quá ít, đều bị đủ loại thần thông trực tiếp nội bộ hết sạch, cho dù có chịu để, đó cũng là giá trên trời, loại này nhỏ biển diễn ca nhạc hội quá hiếm thấy. Vốn là chúng ta thiên kinh, em đi, từ Thái Dương hệ các nơi đều bay tới, đám người này như thế nào rảnh rỗi như vậy a? À? Mã Long bất đắc dĩ nói cái này không trách Mã Long, USE phan hâm mộ tổng hội hội trưởng mới có một tấm vé, quá ít, ai? Vậy ngươi liền cửa ra vào xem không liền tốt. Vấn đề chính là không có ngoại tràng, lần này chính là một cái tư mật tụ hội, nghe nói còn rất nhiều đại lão, bảo an các phương diện cân nhắc, liền không cho phép đại quy mô cự tuyệt, thật sự, chỉ cần ác bắt đầu hát, bên ngoài lập một khối ba dê bình phong, tụ tập mấy chục vạn người không thành vấn đề. Ba người khác hai mặt nhìn nhau, không quá có thể hiểu được, êm tai là êm tai, Lý Hạo cùng Vũ Tàng đều không phải là loại người này, Mã Long truy tinh là loại kia lý trí hình, nhất định muốn cân nhắc tỷ suất chi phí, hiệu quả, có tiền cưa gái không thơm sao. Đám người bắt đầu ăn, Mã Lão Sư, tiễn đưa nữ sinh lễ vật gì tương đối có thành ý. Nhà, nhà, Hạo ca, đây là có tiến triển A, thổ lộ sao? Mã Long hưng phấn. Không có, ta cảm thấy muốn chủ động một chút, A à, Du Du nói muốn tiễn đưa ta lễ vật, ta cũng không biết nên trở về cái gì. Qua, wow, còn có nữ sinh như vậy a, à? gây gớm, nàng đối với ngươi có hảo cảm là thỏa đáng. Vậy phải xem nàng tiễn đưa ngươi lễ vật gì, chúng ta phải có tính nhắm vào, ít nhất không thể so sánh người ta tặng tiện nghi, thứ yếu muốn hợp ý. Phương diện này Mã lão sư kinh nghiệm liền phá lệ phong phú. Còn không biết, nàng nói để cho ta chú ý tra một chút hộp thư lý hạo liệu mạng gật đầu nghĩ mãi mà không rõ không sao mã lão sư đều là đúng À, kia hẳn là cái gì thiệp chúc mừng hoặc chia sẻ các loại cũng bình thường nhìn hết thảy thuận lợi kế tiếp trọng yếu hơn việc quan hệ thành bại mã lão sư nhàn nhạt nhấp một hớp canh đột nhiên dừng lại lão tam đừng trang bức mau nói thời điểm then chốt tạm ngừng Ê, lúc này nữ sinh đồng dạng hai loại một loại là chủ động thăm dò hình một loại là bị động chờ đợi hình, tỷ như nói, nếu như nàng đột nhiên hỏi ngươi, ngươi có phải hay không thích nàng, ngươi trả lời thế nào? ưa thích a, à, cái này có gì? No no no, không thể, nữ sinh tiểu tâm tư thế nhưng là tinh tế, nếu như ngươi trả lời như vậy, trên cơ bản liền không có tính khiêu chiến, ở nữ sinh trong lòng điểm số biết giảm xuống, ngươi muốn nói như vậy, nhảy ra vấn đề, ngươi thường xuyên hỏi người khác vấn đề sau này. Nàng nhất định sẽ nói, không có a. À chính là hỏi ngươi vậy ngươi lúc này liền hỏi lại vậy là ngươi không phải thích ta dạng này vô luận đối phương trả lời thế nào ngươi cũng ở vào thế bất bại yêu nhau chính là một hồi chiến tranh có thể so sánh emp đoàn chiến nhất định muốn lôi kéo xem như một cái dũng cảm kỵ sĩ nhất định muốn nắm giữ quyền chủ động giờ khắc này mã long trên mặt đều tỏa sáng nếu như cho hắn một cái đầu hoàng cũng có thể làm tà giáo giáo chủ chương 57, một cái vương giả cùng ba cái thanh đồng. Lý Hạo vội vàng khoát tay, cái này không thích hợp hắn, hắn cả không ra sáo lộ như vậy, nếu như A Du Du hỏi, hắn nhất định sẽ trả lời, mà không phải cái gì quyền chủ động bị động, ưa thích nhất định là lẫn nhau hướng đi đối phương, mặc kệ người khác là dạng gì, hắn muốn tìm chính mình, mã lão sư mà nói, muốn biện chứng lý giải. Mã Long bất đắc dĩ nhìn xem phòng ngủ ba cái dưa chuột, ở yêu nhau đẳng cấp là vinh quang vương giả, hết lần này tới lần khác phối ba cái thanh đồng, kéo đều không di chuyển được, mấu chốt là, ba cái thanh đồng còn không nghe hắn. Len Ken Lý Hạo liếc mắt nhìn điện thoại. Là A Du Du bưu kiện, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười sáng lạng. Mã Long cảm khái A, à, bị mối tình đầu mê hoặc hai mắt nam nhân trí thông minh chính là nhà trẻ, đưa một thiệp chúc mừng có thể đều đẹp mấy tháng, cảm giác phòng ngủ cái này ba cái nếu như không có chính mình chiếu cố, tám chín phần mười sẽ bị bây giờ cặn bã nữ nhóm người đùa nghịch xoay quanh. Cái này tuyệt đối không được. Tạ đoán là cái gì tấm thẻ nhỏ, lời chúc phúc, phong cảnh, đúng hay không? Mã Long tự tin vẫn lên chân bắt chéo, bắt đầu đúng a à ung dung cảm quan cũng không tệ lắm. Giảng dị, cũng không còn nhảy, nhưng nữ sinh am hiểu ngụy trang, đều có rất sâu sáo lộ, nhìn cái này a à du du cũng không ngoại lệ hào ca, đồ chơi gì còn nhìn lâu như vậy, nhiều nhất chính là vé xem phim rồi, còn có thể cất cánh sao? Tả Tiểu Bàn, đây là ác kia cái gì buổi hòa nhạc vé vào cửa sao? Lý Hạo đem cái này đưa cho Tả Tiểu Bàn liếc mắt nhìn. Gì? Mã Long cùng Tả Tiểu Bàn cơ hồ là trước tiên bắn ra đầu, cơ mờ nờ, cơ mờ nờ, thật là, cơ mờ nờ. Thượng đế, thượng đế, đây là trong sân phiếu, ta đi, gặp quỷ mã long cùng tả tiểu đường nhanh điên mất rồi tại sao có thể có trong sân phiếu có cái này phiếu lại còn tặng người không cần hỏi lý hạo cũng biết cái này rất quý giá a à, du du cái này quá quý trọng chính ngươi đi thôi lý hạo mở ra điện thoại nhắn lại đạo một bên mã long cái này tài hoãn quá thần liệu mạng ngăn cản đại ca anh ruột ngươi không cần cho chúng ta a à, nhận được nhiều khó khăn làm sao học trưởng đây là cô cô đưa cho ta ngày đó ta có huấn luyện không thể đi ta rất hy vọng ngươi có thể đi giống như chính ta đi a du du trả lời Hoa, thiên sứ đây là thiên sứ hạo ca ngươi liền theo a dạ đồng mặc dù tốt nhưng mà a du du tốt hơn ngươi nói người nào dạ đồng không biết lúc nào đến còn có chu nại nhất nhất chỉ bất quá đêm đại tiểu thư ánh mắt như dao đâm trúng mã lông đồ vật gì ngạc nhiên dạ đồng liếc mắt nhìn nàng cũng nghĩ đi vốn là muốn cho chính mình cùng chu nại nhất từng cái người kiếm một tấm kết quả một tấm cũng không làm đến vẫn là trong sân phiếu cái này a du du là người nào lý hạo ngươi bị lừa dạ đồng nói kể từ a du du bắt đầu làm lý hạo học trưởng sau đó dạ đồng liền sẽ không gọi chu nại nhất một cái hơi hơi nở nụ cười lý hạo cái này a du du rất lợi hại cái này đều có thể làm đến bây giờ quá quý hiếm cô cô của nàng tặng dù sao cũng là người mặt trăng có lẽ bọn hắn đem mua hết khẳng định so với chúng ta thuận tiện mã long làm sao đây ta nên trở về cái gì chật chật hạo ca ngươi thời cơ đến vận chuyển hoa đào nở a à, khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân ngươi trở về người ta đều biết yêu thích mã long cười nói phanh dạ đồng bàn ăn dừng một chút cái bàn lý hạo ngươi đánh như thế ra khỏi kiếm sống coi như hiệu trưởng không góp sức, nhưng ngươi cũng có thể tranh thủ a, à, sợ cái gì? Ta không có sợ a. À? Lý Hạo sợ lỗ mũi một cái, cái này chỗ nào cùng chỗ nào, ngươi chính là sợ. Dạ đồng cũng không mua sổ sách. Năm đó Lý Hạo đi nơi nào, lãnh khốc, cường đại, một lời không hợp liền khai kiền, nhìn lại một chút bây giờ cái này, mê mẩn trừng trừng, quá dễ ức hiếp. Lý Hạo lười nhác cùng Tiểu Nha đầu tính toán chỗ nào nhiều như vậy chém chém giết giết, hòa bình thế giới không tốt sao? Mặc dù hắn đối với mặt trăng một số người không có cảm tình gì, nhưng hắn ưa thích a du du chính mình nên chuẩn bị cái gì lễ vật đâu. Mã Long nín cười liều mạng lóc bóp cơm, chật chật, hạo ca đây là trong lúc vô tình đã luyện thành vô chiêu thắng hữu chiêu, đại khái giả dạ đồng ngay từ đầu còn hứng thú không lớn. Nhưng a du du một màn như thế hiện, đột nhiên liền kích thích nữ sinh lòng háo thắng. Ta đồ vật, ta trước tiên có thể để, có thể không cần, nhưng mà người khác không thể đụng vào. Lý Hạo, nếu không thì, ta lại đi cùng hiệu trưởng nói một chút, tất cả mọi người cảm thấy lấy ngươi cần chiến trình độ tuyệt đối có thể có thể gánh vác. Chu Nại nhất nhất cũng không nhìn được nói. Lớp trưởng, ta chủ tu chuyên nghiệp là đánh úp, vị trí này tả tiểu bàn có thể đảm nhiệm, chỉ cần ngươi thúc giục một chút hắn, hoặc kích động một chút hắn, tuyệt đối ngưu bức, giữa trận điều hành phối hợp vũ tàng cùng dạ đồng sông tiên phong kỳ thực siêu cấp đột nhiên chu nại nhất gật gật đầu mong nghiệp lão sư vừa tới chiến đội liền bước vào quỹ đạo chính chẳng qua là cảm thấy có chút xấu hổ hơn nữa lý hạo bây giờ tâm tư rõ ràng không ở nơi này phía trên lý hạo ngươi không hiểu nữ nhân có ít người nhìn bề ngoài lấy nhu thuận cũng là trang dạ đồng nói nữ hài tử hiểu rõ nhất nữ hài tử thầm nghĩ chắc chắn là trà xanh trà trong trà Lý Hạo có chút mộng, tốt xấu theo mã lão sư hơn một năm mưa dầm thấm đất, cùng nữ sinh chung đụng nguyên tắc thứ nhất, đừng nói đạo lý. Hắn thì sẽ không cùng tiểu hài tử so đo. Buổi sáng là môn tự chọn, cao cấp vật lý. Đây là hệ vật lý môn chuyên ngành, hệ cơ giáp chọn môn học hoặc là vì cọ học phần, hoặc chính là đầu óc có vấn đề. Lý Hạo là cả hai đều có, từ Blem xuất hiện một khắc này, Lý Hạo đồng dạng đang nghĩ biện pháp hiểu rõ, ngờ tới, hồi nhỏ lý hạo sẽ có đủ loại phỏng đoán tỉ như thần ma quỷ quái hoặc người ngoài hành tinh các loại cho tới bây giờ biết càng lý trí đi tìm manh mối a dạy cho hắn kỳ thực bơlem cái từ này bản thân liền ngụ ý rất nhiều bản ý của nó một cái ba cùng bốn ở giữa số nguyên chứng minh ra liền có thể tiến vào không gian bốn chiều nhưng cho dù là khoa học kỹ thuật hiện tại vẫn như cũ không có người có thể chứng minh ra nhân loại từ thời kỳ đầu vĩ mô cơ học đến cơ học lượng tử đến siêu huyền lý luận, đến trước mắt thông dụng 11 chiều độ không gian lý luận, kỳ thực đã chỉ rõ văn minh phát triển hai loại phương hướng, một loại là bình diện phát triển, cũng chính là chúng ta bây giờ tinh tế đại hàng hải, một loại khác chính là dọc phát triển, đương nhiên chúng ta sẽ không hướng về thấp vĩ độ đi, mà là đi lên, chiều thứ tư thời không khái niệm cũng là hiện nay có người hướng tới. Đối với chúng ta nhân loại loại sinh vật này tới nói là tồn tại, lại nắm giữ cùng hưởng khu vực. Xiley tiến sĩ nói chỉ chỉ đầu, sớm tại mấy trăm năm trước những cái kia vĩ đại nhà vật lý học liền đã chỉ ra, siêu việt tốc độ ánh sáng, thời gian biết đảo lưu, mà chúng ta bây giờ càng xác định cho rằng, thời gian đảo lưu thời điểm chúng ta đem tiến vào thế giới vi mô, cũng chính là mạng thế giới, trong thế giới này, chiều không gian đem lộ ra một loại hình thái khác, đương nhiên cũng không phải lấy mắt thường quan sát, mà là chiều không gian cảm giác, mà chúng ta gặp phải vấn đề lớn nhất chính là Vật chất khi đạt tới tốc độ ánh sáng thời điểm gặp phải vật chất hàng rào. Silei giáo thụ ở trên bảng đen viết xuống một cái kinh điển công thức, MM0, dấu khai căng, 1, VV, CC, M vì động chất lượng, M0 vì tỉnh chất lượng, V vì điện tử tốc độ, C vì tốc độ ánh sáng. Khi tốc độ đạt đến tốc độ ánh sáng lúc, động chất lượng sẽ trở nên vô cùng lớn, đây là không thể nào tất cả vĩ mô vật thể trên lý luận vĩnh viễn không cách nào đạt đến hoặc vượt qua tốc độ ánh sáng vậy nếu muốn đạt đến tốc độ ánh sáng chỉ có một cái phương pháp chính là để cho chính mình tỉnh chất lượng biến thành không thật giống như một cái nhân thể trọng đột nhiên biến mất hắn có thể nghĩ bay bao nhanh bay bao nhanh ngoại trừ quan chi còn có một loại hạt micro cũng là tốc độ ánh sáng vận động tên là nhựa cây một dạng nó phụ trách đang khen khắc ở giữa truyền lại cường lực đem quát vững vàng gò bó cùng một chỗ, si lây gõ gõ bản đen, nhân loại chúng ta có thể đạt đến sao? Giáo thụ, ý tứ của ngài là, tinh thần sao, nhục thể cùng tinh thần phân ly, trên lý luận có tồn tại hay không khả thi? Lý Hạo hỏi. Dưới đài học sinh một hồi cười to. Si lây giáo thụ liếc mắt nhìn Lý Hạo, mỉm cười, khoa học phần cuối là thần học. Mà thần học làm sao cũng không phải một loại không biết khoa học, chỉ là một cái xưng hô thôi, tinh thần hoặc có thể xưng là linh hồn hoàn toàn phù hợp vượt tốc độ ánh sáng yêu cầu ta cho rằng nhân loại bẩm sinh liền có tiến vào đệ tứ thời không chiều không gian khả năng thoát liên nhục thể tiến hành thời không lữ hành vậy không phải chết còn có cái gì ý nghĩa giáo thụ cái này quá mơ hồ đã nhiều năm như vậy chúng ta ở trên vĩ mô phát triển viễn siêu vi mô vô luận từ lý luận vẫn là kỹ thuật thậm chí trong tài liệu bước nhảy không gian không phải liền là chứng minh sao có học sinh hỏi. Sile gật gật đầu, nhưng cái này vẫn là ngang, cùng chiều không gian là hai khái niệm, ta không phải là nói ngang không phải phát triển, là, cho nên chúng ta mới có thể chinh phục tinh thần đại hải, nhưng phát hiện chiều không gian, hiểu rõ chiều không gian, mới có thể nhảy vọt. Đồng học kia, ngươi nói một chút ngươi ý nghĩ. Sile chỉ chỉ lý hạo, hệ khác chọn môn học cái này chuyên nghiệp rất ít, hỗn phân ngẫu nhiên có, có người hỗn phân cũng không nguyện ý tuyển cái này, không có gì sau vật lý và toán học càng khô khan, nhưng người học sinh này khác biệt, từ năm thứ nhất bắt đầu cũng rất nghiêm túc. Ngay từ đầu Silei tưởng rằng học sinh của mình, về sau mới phát hiện lại là hệ cơ giáp. Giáo thụ, ta cảm thấy có thể thực hiện, từ xưa đến nay, linh hồn xuất khiếu, thay đổi trong nháy mắt, nhất niệm vạn năm, mặc dù chỉ là cái hình dung, nhưng nhân loại tinh thần chính xác phù hợp tốc độ cực cao đủ loại yêu cầu, đồng thời tinh thần sẽ không tồn tại tốc độ ánh sáng hàng rào, đến nỗi tử vong, có thể sẽ, có thể sẽ không, có hay không một loại khả năng, tinh thần hoặc linh hồn là có thể thay đổi vật dẫn, tại loại kia hình thái phía dưới có thể phụ thuộc vào một loại nào đó tồn tại. Vật chất đâu? Lý Hạo hỏi. Silay rất có ý tứ gật đầu, đại gia nghe có phải hay không có giống phụ thể, hoặc buông xuống cái chủng loại kia cảm giác, ta cảm thấy tồn tại loại này khả năng, thần học cùng khoa học đều nguồn gốc từ nhân loại, bản thân liền tồn tại liên hệ mật thiết, đại gia không ngại mở rộng tưởng tượng. Si lây ra hiệu lý hạo ngồi xuống, đương nhiên loại này thần học chỉ là khúc nhạc dạo ngắn, khoa học vẫn là cơ sở, nhân loại đối với thế giới vi mô tích lũy là thấp hơn nhiều thế giới vĩ mô, không nói lý luận, chỉ là trong tài liệu liền không cách nào thỏa mãn. Lý hạo lại lâm vào chính mình tự hỏi. Hay là phương hướng sai, tiến vào thế giới vi mô cũng không cần tài liệu gì, mà là nhân loại bản thân. chính hắn nhập mộng, nhất là ở trong giấc mộng trải qua đồ vật, hơn nữa cải biến cơ thể, những thứ này nói rõ một vài vấn đề, nhưng loại này mộng cảnh rõ ràng không đạt được tiến vào thời không chiều không gian thế giới trình độ, có thể trình độ nào đó có phải hay không có nhất định điều kiện. mộng chính là nhân loại kết nối chiều không gian thế giới lối đi, trưởng khống mộng cảnh tiến hành một loại nào đó gia tốc liền có thể tiến vào chiều không gian thế giới đâu. Chương 58: Tái chiến. Là vì cái gì? Liên hệ phát sinh ở trên người mình sự tình, cùng một chút blame nhiệm vụ, khả năng cao là cùng tương lai có liên quan. Nhưng căn cứ vào trước mắt đã có lý luận, đi vào lại có thể thế nào, thật sự có thể thay đổi tương lai. Nhân loại sớm tại mấy trăm năm trước cũng đã bắt đầu nghiên cứu phương diện này, tương đối nổi tiếng song phùng quan hệ thí nghiệm, sau này lại xuất hiện đủ loại tương tự thế giới vi mô quan sát hiện tượng kết quả là nhất trí làm con người ở thế giới vi mô làm ra quan sát động tác cùng không làm quan sát thần kỳ tương phản phải chăng mang ý nghĩa khi hắn nhận được việc cần phải làm phải cải biến sự tình lúc cái mục tiêu kia biết hướng về một loại khác không thể dự đoán trạng thái phát triển có thể tồn tại hay không một loại khả năng dương thị song phụng quan hệ bên trong quan sát đo lường được cùng không quan sát đánh giá thời điểm khác biệt là bởi vì nhân loại chiều không gian hạn chế tạo thành chúng ta quan sát chỉ là chúng ta trên chủ quan ấn tượng hoặc nhân loại có điều kiện cảm giác được hiện tượng trên bản chất cũng không có phát sinh thay đổi đâu đương nhiên cũng có người cho rằng ánh mắt của người hoặc có lẽ là quan sát đánh giá hành vi bản thân liền có thể phóng thích điện tử bởi vì cải biến kết quả tóm lại tồn tại giả thiết cùng đối với cái giả thiết này phủ định bản thân bản chất cũng là giả thiết cơ học lượng tử để chứng minh chính mình giả thiết là đúng còn có thiết lập mới giả thiết còn có một loại đáng sợ hơn ngờ tới đó chính là trước mắt chân thực cũng là hư ảo chúng ta là bị nuôi nhốt thế nhưng tương đương phủ định hết thảy lý hạo có chút não nhân đâu hắn không phải muốn trở thành nhà khoa học chỉ là muốn biết rõ ràng blem có phải hay không cố làm ra vẻ huyền bí một bên làm nhiệm vụ một bên một mực tại ám chỉ cái gì nhưng lại chưa từng có thể nói rõ nếu như là căn cứ vào quả nhân lý luận nó tính toán thay đổi gì không thể nói rõ lại có thể không ngừng chỉ hướng cái gì từ tự mình tới phát hiện cuối cùng đạt tới cái gì hoặc cứu vãn cái gì cũng có khả năng vô luận mình làm cái gì cũng không có thể thay đổi cái này chỉ sợ chỉ có blem mới biết được đáp án chương trình học kết thúc lý hạo cũng không có truy đến cùng tìm tòi hay là muốn tìm tòi nhưng nếu như chui vào không thành điên rồ cũng là đồ đần buổi chiều là chính mình môn chuyên ngành huấn luyện thân thể cùng huấn luyện bắn tỉa Lý Hạo biểu hiện đúng quy đúng cũ, dạng này thật có thể ít rất nhiều phiền phức. Buổi tối, đám tiểu đồng bạn đều công việc lưu bù lên, Mã Long cùng thịnh mạng nhìn kịch bản đi, là Lý Hạo bọn hắn xem không hiểu Siri, tả tiểu đường bọn hắn bắt đầu chiến đội huấn luyện, chu nại nhất một vẫn có áp lực, bởi vì hiệu trưởng nói cho nàng, chẳng mấy chốc sẽ có kiểm nghiệm, cuối tuần này sẽ tiến hành một hồi trong sân trường chiến. Chu nại nhất một chiến đội giao đấu cao vân phong chiến đội, vô luận chu nại nhất một vẫn là cao vân phong đều phải nghiêm túc đối đãi nhất là cao vân phong đây là nhất thiết phải thắng thật muốn bị một nhánh vừa xây dựng chiến đội cho đánh bại vậy hắn liền có thể trực tiếp thoái vị mà đây là đại học năm tư hắn tuyệt đối không cho phép đương nhiên trận này sân trường thi đấu chỉ là bước đầu tiên đằng sau còn có càng nhiều thi đấu theo lời mời vậy sẽ phải đối mặt khác a cấp học viện khiêu chiến hoặc đi khiêu chiến người khác Ngoại trừ đạt đến huấn luyện chuẩn bị chiến đấu ép thi đấu, còn có chính là tích lũy giải thi đấu kinh nghiệm, ở muôn người chú ý hạ tác chiến, cùng trong phòng huấn luyện trạng thái tâm lý là không giống nhau. Lý Hạo đi tới EMP cao ốc, hôm nay cùng Roby hẹn chiến đội thi đấu. Đổ bộ Roby cho huấn luyện tài khoản, loại này tài khoản là không hạn định sử dụng người, cũng chỉ dùng huấn luyện cũng không có tỷ số, nếu như là EMP cá nhân tài khoản là không thể, hơn nữa có cực kỳ nghiêm khắc giữ bí mật thủ tục, EMP trên bản chất là thuộc về Thái Dương hệ liên minh, cũng là liên minh cực kỳ trọng yếu tài sản, tất cả vận hành cùng tư liệu tổng bộ đều là do liên minh lượng tử chủ não vận doanh, ngược lại không tồn tại cái nào liên bang muốn chiếm chút lợi lộc hoặc trọng ít. Tài liệu, đương nhiên cụ thể thương nghiệp vận doanh là phân cho các đại khu. Trong này liền tồn tại tư nhân cổ đông. Lý Hạo đăng nhập, liền, ngay cả. Nhị ca, tất cả mọi người rất lâu, các huynh đệ, các ngươi làm lý ca là được rồi, tuyệt đối đùi. Roby đắc ý nói, ai nói sáu lông liền không thể ôm đùi. Lý ca, các loại rất lâu, hôm nay kéo bay một cái. Để cho Nguyệt Tẩu nhóm kiến thức một chút địa cầu chúng ta gia môn uy vũ, chinh phục ti ta. Cùng phía trước một lần kia hoàn toàn khác biệt, sự tử châu Mỹ người vô cùng nhiệt tình, ở cơ giáp thế giới, chỉ có thực lực mới có thể thắng tôn trọng, hơn nữa có thể để cho đội trưởng như thế tôn trọng, nói không chừng là quân đội đại lão. Bộ đội bí mật các loại, cũng không tốt bại lộ thân phận. Hôm nay bọn hắn muốn làm sao đánh? Lý Hạo hỏi. Cảm giác thiên tinh cơ võ bên kia là nghiên cứu một bộ ghim ngươi phương pháp, hoặc là chúng ta đổi một phong cách. Roby cười nói, hắn là nhận được Lý Hạo kinh khủng, thật muốn muốn chơi, có thể đùa chơi chết thiên tinh cơ võ, lại gần, nếu như nhị ca ở sử tử châu Mỹ, sử tử châu Mỹ năm nay còn không điên, suy nghĩ một chút liền kích thích. Vậy thì vẫn là nguyên dạng A. Lý Hạo nói, hắn hy vọng đối phương có thể nhầm vào một chút. Dựa vào, ngưu bức A, Lý ca uy vũ. Mưu tam nam trong nháy mắt trở thành một phan hâm mộ nhỏ. Người đàn ông chân chính chân hán tự chính là biết rõ núi có hổ vẫn hướng hổ sơn đi. Một bên khác thiên tinh cơ võ đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch, ti ta bọn người tiến vào khoan điều khiển, dựa theo kế hoạch tiến hành, a à giờ, lần này đừng cho đối phương cơ hội, chúng ta thiên tinh cơ võ không thể ở cùng một nơi té ngã hai lần. Yên tâm đi, lão đại, nếu biết tiêu chuẩn của hắn, vậy chúng ta liền hảo hảo cho bọn hắn học một khóa. Tất cả mọi người đều giữ vững tinh thần, tất thắng. Tất thắng châu Mỹ sư chiến đội, sao kho hai hào vị ngân hồ chiến cơ mu tam nam hai hào vị ngân hồ chiến cơ robi ba hào vị long thần e hình lesip ba hào vị gió lớn linh thức lý hào năm hào vị màu xám tử thần chiến cơ thiên tinh chiến đội phê mân hai hào vị gió lớn linh thức cỡ trung thu linh hai hào vị ngân hồ chiến cơ hạng nhẹ tatula hai hào vị ngân hồ chiến cơ hạng nhẹ tita ba hào vị gió lớn linh thức cỡ trung a dơ năm hào vị ưng nhãn chiến cơ cỡ trung tita đội trưởng đợi lâu mong đợi các ngươi có thể lấy ra chút đồ vật tới. Roby đắc chí cười nói, trước khi so tài trêu chọc một đợt cảm xúc. Ha ha, Roby đội trưởng, một hồi ngươi liền không cười được. Tita thản nhiên nói, nàng thừa nhận, mấy ngày nay nhìn chầm chầm vào Roby, mãnh liệt yêu cầu xuất chiến, có chút rơi xuống tâm tính tầm thường, nhưng không trọng yếu, nàng muốn là chiến đội tăng lên. Tita đội trưởng, ngươi có bạn trai chưa, ta nói với ngươi, địa cầu năm nhân thái biệt bổng nguyệt tẩu thật sự không được không ngành khí đội trưởng ngươi nhiều lời một chữ mưu tam nam trêu chọc nói có đại thần ở trước đây đám này nguyệt tẩu như thế nào trào phúng hắn bọn hắn đương nhiên muốn còn nguyên trả lại một hồi có các ngươi khóc thời điểm a à giờ nói vốn còn muốn tiếp tục phun một hồi nhưng bị ti ta ngăn lại Kép lơ rừng rậm như thế nào Tita mang theo khiêu khích nói. Ha ha, Tita đội trưởng đây là muốn lưỡi Lê gặp Hồng A, Thành, liền Kepler rừng rậm, thua, cùng uống ly cà phê. Ngươi cảm thấy các ngươi giành được sao? Vậy phải đánh mới biết được. Roby lòng tin mười phần, không chỉ có là đến từ Lý Hạo, còn có bọn hắn bản thân tăng lên. Kepler hoàn cảnh chiến trường chính là S-11 một cái trọng điểm. Tranh tài cùng huấn luyện kỳ thực cũng là vì nhân loại tương lai chiến lược trọng điểm phục vụ từ s 10 thời điểm Kepler tương quan tỷ trọng ở đề cao đối với tứ đại liên bang các chiến sĩ tới nói cũng tương đối công bằng cái này trọng lực cùng hoàn cảnh đặc điểm tất cả mọi người là xa lạ đối với một cái ưu tú tay bắn tỉa tới nói chắc chắn điểm ẩn nút càng nhiều càng tốt mà Kepler rừng rậm liền không như vậy hữu hảo nhưng Roby không có chút nào lo lắng hai khung vận tải cơ chứa 10 chiếc chiến sĩ cơ động đi tới Kepler bầu trời, rộng lớn thần bí Kepler rừng rậm ở tất cả mọi người dưới chân. Tất cả mọi người là xe nhẹ đường quen, trọng điểm chiến trường chắc chắn là muốn triệt để quen thuộc. Nguyệt Tẩu có chút điên cuồng, xem thường ai đây, hơn gấp 2 giờ trọng lực đối với chúng ta không tính là gì, chơi bọn hắn. Khả năng cao lại biến thành chính diện giao phong, chuẩn bị sẵn sàng, nhị ca, muốn không để Lexis đi theo ngươi. Roby hỏi. Loại này chính diện giao phong, không giống thành trong chiến đấu nhiều như vậy ẩn nấp kiến trúc, vì để cho tay bắn tỉa phát huy hiệu quả lớn nhất, phối một cái cường lực hộ vệ cũng là cần thiết. Lý Hạo lắc đầu, các ngươi dựa theo chính mình đấu pháp là được. Chính ta có thể, ok, các huynh đệ, thật tốt đánh, cho Nguyệt Tẩu một chút màu sắc xem, tất thắng. Tất thắng kèm theo đám người rống to, máy bay vận tải đã tầng trời thấp lơ lửng hai cái tiên phòng trước tiên vọt xuống dưới. Radar bắt đầu quét hình hoàn cảnh, khoảng cách của song phương vô cùng gần, ở rộng lớn kép lơ rừng rậm, địa hình cũng không phải trọng yếu như vậy, càng nhiều là tao ngộ chiến trình độ. Bảo trì mô hình trận địa, đi tới. Bốn cái cơ giáp hình cung bày ra, mà lý hạo màu xám tử thần kéo sau, cơ giáp đều thiết trí phản trinh sát che đậy, trừ phi là dùng chuyên môn phụ trợ công năng cơ giáp. Lúc này nhìn phản ứng của mọi người sử tử châu Mỹ các chiến sĩ đều lộ ra phá lệ hưng phấn, thật sự, Kepler lơ tình huống đối với trẻ tuổi nóng tính quân giáo sinh tới nói đơn giản chính là chứng minh chính mình thiên đường, trọng lực áp chế chỉ có thể kích động chiến đấu dục vọng, mà lần này sử tử châu Mỹ cũng là dốc hết sức cho đối thủ một bài học. Roby cùng Tita đã đạt thành hiệp nghị, nếu như lần này Tita bọn hắn lại thua, về sau liền cố định mỗi tuần một lần chiến đội huấn luyện, thẳng đến ép thi đấu, này đối sử tử châu Mỹ tới nói hắn máu chốt một khi tiến vào trạng thái chiến đấu đám người cũng dần dần tỉnh táo lại thận trọng tiến lên theo khu vực an toàn thu nhỏ đám người tùy thời có khả năng tao ngộ mà loại tình huống này không có người biết phân tán đó là lựa chọn ngu xuẩn năm đôi năm chính diện giao phong đứng đầu khảo nghiệm đoàn đội chiến lực cùng tay súng bắn tỉa năng lực đừng nói xử lý đối phương như thế vừa thấy mặt liền có thể bị xử lý tay bắn tỉa không phải vận khí quá kém chính là quá cùi bắp không có khả năng tồn tại khả năng cao là nhìn cái nào tay bắn tỉa ở ứng đối đối phương đồng thời còn có dư lực mỗi một cái khâu cũng là mấu chốt tính một bên khác thiên tinh cơ võ chiến sĩ tốc độ đi tới phải nhanh hơn một chút ti ta biểu lộ nghiêm túc bầu không khí là trầm mặc một trận chiến này là nhất định muốn thắng hơn nữa nhất thiết phải thắng xem như muốn ở năm nay giải thi đấu lấy được ưu dị thành tích thiên tinh cơ võ tới nói cũng không muốn ở sử tử châu mỹ trên thân lật thuyền A giờ càng là minh bạch, lần trước hắn đánh không tốt, lần này nhất thiết phải chứng minh chính mình. Chương 59 Hoàng Kim Jong bỗng nhiên Tita một cái động tác, A giờ ngừng lại, ba người khác cũng giảm tốc độ nhanh chóng. Tita tại tính toán thời gian, tại loại này trong chiến trường, trên xuống khoảng cách khoảng cách đại thể là không sai biệt lắm, đối mặt mà đi tốc độ. Trước mắt là cực hạn đoạn thời gian, cũng chính là sau đó, lúc nào cũng có thể tao ngộ. A giờ lập tức mở ra súng bắn tỉa ống nhắm, đối thủ ngân hồ chiến cơ lướt qua, A giờ khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, cũng không có ra tay, hắn đang chờ người kia. Rất nhanh sử tử Châu Mỹ, những người khác lần lượt bị bắt lại hành tung. A giờ vẫn là không nhúc nhích, thậm chí Roby đều buông tha, đương nhiên hắn lúc này nổ súng cũng không cách nào mệnh trung, che chắn quá nhiều không nói lúc này đi tới cũng là làm tốt tùy thời thiểm kích chuẩn bị, tỷ lệ chính xác cực thấp, hắn muốn là tay súng bắn tỉa vị trí. Nhưng mà tay súng bắn tỉa kia một mực không có xuất hiện. Cái này cái thời điểm đối diện cũng phát hiện thiên tinh cơ giáp, song phương không có né tránh, cũng không có chơi hoa, riêng phần mình thẳng hướng chính mình cần nhằm vào đối thủ, đến cùng xem ai càng cương mảnh. Đột tiến nhanh nhất là Roby cùng Tita, xem như hai đội đội trưởng, cũng là riêng phần mình liên minh nhất lưu chiến sĩ, hai khung cơ giáp trực tiếp đánh vào cùng một chỗ. Kiếm la dê nổ tung, một bên khác lét xít kích phê mân, mu tam năm ngăn lại Tatula, Pulin tìm tới Anku, song phương cũng là đối thủ cũ, hiểu rõ, sử tử châu Mỹ sẽ không nhất cự tuyệt chính là loại tình huống này, kỳ thực phía trước có hạng thắng số lần cũng là dạng này, một khi thiên tinh cơ võ kéo lên chiến thuật, nhất là loại kia chán ghét, tiết tấu cực chậm lôi kéo, sử tử châu Mỹ đều thua, hiếm thấy đối phương có gia môn một lần, Roby bọn hắn còn không thật tốt dạy làm người. Lúc này, đứng đầu khảo nghiệm tay bắn tỉa. A giờ tại tìm, đang chờ, hắn tin tưởng mình đồng đội, đồng đội của mình cũng tin tưởng hắn, đối diện tay bắn tỉa rất mạnh, A giờ muốn làm triệt tiêu mất hắn, nếu như ngay cả cái này đều không làm được, hắn liền không có khuôn mặt ngay người. Từng nhãn chiến cơ đang di động, vô luận từ phương diện nào giảng, đều so đối diện màu xám tử thần muốn tốt một chút nhất định muốn trước một bước phát hiện đối thủ kỳ thực ở loại địa phương này đại gia tình huống không sai biệt lắm nhìn ai vận khí khá hơn một chút lý hạo cũng tại di động hắn không gấp đi hỗ trợ trừ phi đối phương đứng bất động kepler loại địa phương này đối với tay súng bắn tỉa hạn chế rất lớn cao lớn gốc các bôn giống loại sẽ hình thành đủ loại góc độ che chắn hơn nữa cái đồ chơi này tương đối cứng rắn di động tìm cơ hội mà lúc này đây, ai giờ cười, hắn tìm được. ống nhắm trước tiên khóa chặt đối thủ, không nói trước giết chết hắn, kiềm chế lại hắn, lão đại bên kia giết chết những thứ này việc còn con quá dễ dàng. Phong tỏa. Cái này đần độn còn không có phát hiện, chờ cơ hội, một cái vị trí tốt nhất, đối phương ở tìm chính mình, này đối tay bắn tỉa tới nói cơ hội là trí mạng. Này đáng chết phá địa hình. Đổi chỗ khác, đã sớm giết chết hắn, ở tới một bước, ở tiến lên một bước. A à giờ nhà lấy kẹo cao su, làm một cái kiên nhẫn thờ săn, đến đây đi, bảo bối, nhất bộ thiên đường. Bỗng nhiên báo động xuất hiện, không đúng. Màu xám tử thần hướng về phía trước một bước, nhưng bước ra bước này đồng thời trong tay M5 súng nhắm đã nổ súng. Oanh! Súng nhắm đặc hữu âm thanh, chỉ có loại đạn này mới có thể trực tiếp xuyên qua cơ giáp, bao quát trọng trang, nếu như không có làm ra hữu hiệu đón đỡ hoặc né tránh một dạng xong đời a à giờ ưng nhãn chiến cơ chợt lóe lướt ngang không có công kích đây hoàn toàn là bản năng phán đoán theo lý thuyết đối phương không có khả năng lập tức phát hiện mình coi như phát hiện cái này vừa nhấc súng thì làm quả thực là khôi hài nhưng a à giờ chính là né hoàn toàn là một cái tay súng bắn tỉa phán đoán oanh lại là một thương a à giờ thao túng cơ giáp một cái đánh ra trước vừa mới sau lưng khổng lồ thực vật đã xuất hiện nám đen lỗ mlgb hắn là thế nào ngắm trúng hắn không ngắm sao rơi xuống đất a giờ cũng phản kích nguyên bản mai phục đã biến thành chính diện chiến khống chế tốt trọng tâm a giờ cũng không lui lại cũng không có trốn tránh mà chính diện xung kích hắn thiên tinh cơ võ chủ lực tay bắn tỉa sẽ không sợ sợ bất luận người nào khiêu chiến lý hạo không có để ý những người khác đối thủ này trực giác rất không tệ màu xám tử thần cũng tại hướng về đối phương xung kích hai người ra tay đều vô cùng cẩn thận ánh sáng trùng điệp cách đó không xa một cái mở rộng khu lúc này hoặc là chơi một chút chiến thuật hoặc chính là liều mạng kỹ thuật ai nhanh hơn ai chuẩn hơn vụt vụt cơ hồ là đồng thời bay vọt lên chợt lóe bay lên không trạng thái nhắm chuẩn bắn đây là a giờ tự tin nhất đi chết đi rầm 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 oanh vụ thảo giữa không trung a giờ đã phong tỏa màu xám tử thần đánh đối phương quỷ tích di động một cái dự phán hắn có thể đánh ra hai thương trí mạng phong tỏa nhưng mà bên tai vang lên ăn khớp tiếng súng triệt để làm rối loạn hắn tiết tấu nhưng thương thứ nhất đánh ra oanh a giờ cảm giác ưng nhãn chiến cơ bị đánh trúng hai thương oanh ưng ừ nhãn bốc khói lên ngã xuống đất cỏ a giờ phẫn nộ lấy khoan điều khiển cái này mẹ nó là cái gì cẩu vật hắn dựa vào cái gì có thể đánh ra bốn súng dựa vào cái gì còn nhanh hơn chính mình đồng đội cùng đối thủ đều trước tiên lấy được tin tức sử tử châu mỹ bên này sĩ khí đại chấn quá ngưu bức lý ca uy vũ các huynh đệ thừa thế xông lên sĩ khí thiên về một bên ai cũng biết không cần bao lâu đối diện tay súng bắn tỉa kia biết tìm tới bọn hắn đối với sử tử châu mỹ tới nói chỉ cần kiềm chế liền có thể căn bản không cần liều mạng. Lúc này áp lực toàn ở xem như đối thủ Tita trên thân. Làm. Cùng phong linh thức đột nhiên thiểm kích, trọng kiếm. Robi Long thần chiến cơ có thể ngăn cản, cơ giáp nhoáng một cái, thật là lớn sức mạnh, nhưng không cần, nàng gấp. Lại là chém xuống một kiếm, Robi không có sợ, đơn đấu hắn thật không sợ, lại là ở hắn bên này. Làm. Cơ giáp đột nhiên trầm xuống, robi sắc mặt thay đổi đây là cái gì lực lượng lúc này trong khoang điều khiển tita sông động không biết lúc nào đã biến thành màu đỏ quỷ dị bầu không khí tràn ngập Làm kiếm thứ ba chặt xuống robi kiếm laser kém chút tuột tay cơ hồ là một cái lui bước tránh ra tita đột tiếng mà đoán chắc tita vội vàng sau động robi nhìn như rút lui lập tức một cái yến phi phản kiếm laser vạch ra một đạo hàng quan nhưng tita nhưng không thấy một giây sau từ bên cạnh xuất hiện giết khi đương 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 đương. Thiểm kích, tật phong thập tam liên trảm. Roby cũng là đối thủ cũ, bình tĩnh ứng đối, một kiếm một kiếm phòng ngự, đối phương sử dụng công kích như vậy, một khi tiến vào suy yếu kỳ chính là hắn phản kích thời điểm, nãy nãy, cô nàng này ăn cái gì, như thế nào mạnh như vậy. Mà ý niệm vẫn chưa xong, thứ 13 kiếm chém xuống, bên tai truyền đến cuồng phong linh thức âm thanh, người đã chết. Linh thức, lưu quan nhất tự trảm. Roby không có phản ứng, cơ giáp bị chém ra, mà Cùng Phong Linh Thức đã hướng về Lý Hạo giết tới, giải quyết đối thủ. Là đội trưởng. Thiên Tinh Cơ Võ Sĩ khí cùng bạo, đội trưởng đã chăm chú. Ở tới năm cái cũng phải chết. Cùng Phong Linh Thức đã phát hiện màu xám, màu xám cũng phát hiện Cùng Phong chiến cơ, khoảng cách song phương liền mấy chục mét, ở trong vòng 10 thước đánh không chết linh thức, chết liền màu xám. Tita con ngươi vẫn là máu đỏ giống như sát thần, không có bất kỳ cái gì sạc sở tốc độ cao nhất phóng tới đối thủ. Âm. Âm âm. Ba phát súng liên tục súng nhắm đều bị Tita lấy đổi tần số bước cho né tránh, tiến vào dung trạng thái Tita hoàn toàn tĩnh lặng, hết thảy chung quanh đều ở trong lòng bàn tay, không người nào có thể ngăn cản. Song phương trong nháy mắt chỉ còn dư 10 mét. Tita gắt gao khóa chặt đối thủ, màu xám tử thần nâng lên M5, hắn còn có một thương cơ hội bên trái bên phải, phía trên, vẫn là bổ nhau. Cùng phong linh thức thiểm kích là có thể tránh thoát, mà tồn tại quá nhiều khả năng, ai trước tiên làm động tác ai bị động, nhưng ti ta đã lao đến, màu xám lại không ra tay liền vĩnh viễn không xuất thủ được. Tốc độ ánh sáng trong nháy mắt, M5 làm ra nổ súng tư thế, cái này ở một cái khác giờ dây ở giữa, song phương đều phải dự phán, đều phải đánh cược. Cùng phong linh thức làm ra một cái đường vòng cung bước, một cái tinh xảo nhích qua bên trái nhưng thông qua bước chân trong nháy mắt kéo về đến mặt tiền. Kiếm laser trực tiếp thẳng hướng màu xám, nhưng... Màu xám vậy mà làm một cái trên phạm vi lớn. Bay ngược bắn tỉ chấp nhoáng. Oanh! Cùng phong chiến cơ trực tiếp nổ tung. Bởi vì Roby bị chính diện đơn sát ảnh hưởng, Anku thao tác sai lầm bị đánh giết, hai người khác tình trạng cũng vô cùng kém nhưng mà chẳng ai ngờ rằng hung tàn như nữ sát thần ta cư nhiên bị một cái tay bắn tỉ dây. Này làm sao dây? Dạng này đứng đầu ba hào vị, tránh né đánh úp là thao tác thông thường, một đối một, đó chính là chém dưa thái rau một dạng, bị dây. Trong nháy mắt thiên tinh cơ võ những người khác có chút hoảng. Nhớ tới trận trước bị cái này thần bí tay bắn tỉ chế bá kinh khủng. Oanh! Cỏ! Ta tu là điên cuồng mắng, hắn ngân hồ chiến đấu cơ chân bị đánh trúng, cái này mẹ nó thật là buồn nôn, một cái chợt lóe động tác biến hình, bị đuổi kịp đối thủ chém chết. Loại này dự phán liền giống như đi đường đụng đầu vào trên cột dây điện, thật là buồn nôn, tay súng bắn tỉ này. Cuốn lấy đối thủ. Lý Hạo nói, mu tam nam cùng lét xích liền như bị điên, cái này mẹ nó còn có chạy. Đụng. Oanh. Thu Linh hai mắt nhắm lại, ta xong. Phê Mân nhất kiếm trảm lui đối thủ, lập tức chợt lóe thoát khỏi. Nhưng mà sau lưng theo sát lấy rầm rầm rầm. Oanh. Tiếp đó cảm giác cả người liền bay. Mẹ nó, ma trận điểm xạ. Một giây sau người liền không có. Tranh tài kết thúc. Châu Mỹ sư chiến đội thắng. Song Phương trở lại huấn luyện gian phòng, khôi phục thông tin, toàn bộ trong phòng huấn luyện lặng ngắt như tờ. Lần này, thiên tinh cơ võ thật là bị tấn công, mà khác một bên sử tử châu Mỹ. Cũng không tốt đến nơi đó. Nhất là Roby, giống như ăn phải con ruồi, Tita đem hắn cho đơn sát. Đoàn chiến bên trong bị đơn sát, cái này muốn nhiều đồ ăn a, à, thậm chí nói là sỉ nhục. Đoàn chiến cùng đơn đấu khác biệt. Nhất là đội trưởng, bị chính diện đơn sát, mất mặt vứt xuống Kepler. lơ. Tita tại sao đột nhiên mạnh như vậy? Mu Tam Nam vốn là nghĩ trào phúng hai câu cũng cảm thấy bầu không khí không đúng, cứng rắn nuốt trở vào, rất rõ ràng, cái này giành được cùng bọn hắn cũng không liên quan quá nhiều. Lý ca Đến cùng lai lịch gì? Trong này tràn đầy không thể tưởng tượng nổi chỗ, một cái tay bắn tỉa có thể làm được một bước này sao? Roby đội trưởng, các ngươi thắng, có chơi có chịu, chúng ta thiên tinh chiến đội biết tuân thủ ước định. Rốt cục vẫn là ti ta mở miệng, chỉ là ta còn có một cái thỉnh cầu. Có thể để cho ta cùng tay súng bắn tỉ kia nói vài câu không? Roby cũng là có chút điểm khô khốc, ngươi chờ. Lý Hạo đã hạ tuyến, ngược lại điện thoại bên trên lưu lại lời, huấn luyện thi đấu kết thúc tìm ta. Ti ta đội trưởng, ngượng ngùng, bằng hữu của ta hạ tuyến, đổ ước toán, cái này cũng không tính là chúng ta thắng, ta có thể hỏi một chút, ngươi đột nhiên cường hóa thao tác là dông sao? Roby cuốn họng có chút khô khốc, thương mại người mặt trăng thật là không có ý định cho đường sống. Là. Cảm tạ. Roby có chút quể oải, khó trách người ta không muốn cùng chính mình đánh, căn bản không thể so sánh. Roby đội trưởng, ước định chính là ước định, mặc dù lần này thua, nhưng chúng ta nhất định sẽ đánh trở về, cuối tuần không gặp không về. Tita cũng không có dài dòng, chính chủ không ở, cũng chỉ có thể chờ cuối tuần đi ra sân huấn luyện, A à giờ bọn người đi ra, từng cái sắc mặt đều phá lệ khó coi, vốn là A à giờ bị dây tâm muốn chết đều có, nhưng không nghĩ tới đội trưởng vậy mà cũng bị đơn sát, lúc này ti ta khí tràn 8 vạn 8, lạnh lùng như băng. Đây chính là sử dụng hoàng kim dôn đội trưởng, bọn hắn lần này chính là hướng về phía tất thắng, đem một vài sẽ không ở luyện tập thi đấu lấy ra đồ vật đều dùng. Cái này tay bắn tỉa là cái quỷ sao? Chương 60, Tư nhân huấn luyện Roby dở khóc dở cười nhìn xem điện thoại, hắn cảm thấy thiên chi kiều nữ Tita tức giận, người mặt trăng luôn luôn lấy lòng cường đại lý khống chế tự ngạo, nhưng mà ở lý hạo nghiền ép phía dưới, tâm tính có chút sập, không gặp không về loại lời này nói hết ra. Chỉ là tâm tình của hắn cũng không tốt đến nơi đó, nằm ngoái ép 10 người mặt trăng ngoại trừ phía dưới đoàn chiến bên trong thể hiện ra đầy đủ thống trị lực, còn có một cái không thể sơ sót nhân tố, đó chính là bị người mặt trăng xưng là hoàng kim dung cực hạn trạng thái chiến đấu. Hoàng kim ghen là một loại phổ biến trạng thái. Tùy từng người mà khác nhau, có người hiển tính tốt hơn, trình độ tương đối mạnh, mà người mặt trăng tìm được mạnh hơn phương pháp sử dụng, trong nháy mắt để cho cơ thể ở vào hoàng kim ghen trạng thái toàn thịnh, hoàng kim dung. Cái này cũng thành liền chiến thần Makesi cùng thiên vương Phan Livik đại danh, mà hỏa tinh ba tư tháp cũng là kinh khủng dị thường, ở S thi đấu trong lúc đó đã thức tỉnh Hoàng Kim Dôn, dẫn dắt người sao họa chiến thắng địa cầu, thu được Lan Vương xưng hào. Mà năm nay, đối với tứ đại liên bang những tuyển thủ khác tới nói, thức tỉnh chính mình Hoàng Kim Dôn đã mang lên nhật trình. Bằng không, năm nay chỉ có thể thảm hại hơn, từ trên điều kiện nói, Roby cũng không cho rằng chính mình sẽ kém, hẳn là kém như vậy giờ quyết khiếu không có thông. Tranh tài chiếu lại, châu Mỹ sư chiến trong đội yên tĩnh. Tita liên hoàn tam kiếm cứng trắng công phá Robi phòng ngự, không cần nhìn phía sau, ba kiếm này liền hiện ra chênh lệch, Robi càng xác định, Tita nhất định là lĩnh ngộ hoàng kim dôn, này liền không có đánh. Chỉ cần lĩnh ngộ hoàng kim dôn, cơ bản nhất trạng thái chính là tốc độ, sức mạnh toàn diện đề thăng, mặt khác chính là một loại trực giác mạnh mẽ, liền như là động vật giác quan thứ sáu một dạng tăng lên điên cuồng. Mạnh hơn chút nữa còn có năng lực khác. Đây là mỗi cái phi công đều tha thiết ước mơ. Khi Robin nhìn đối mặt Hoàng Kim Dung Tita, Lý Hạo lại có thể lấy trạng thái bình thường đánh bại đối thủ thời điểm, hắn liền biết giờ khắc này có bao nhiêu chênh lệch. Quả thật, hắn cho rằng Lý Hạo rất mạnh, mạnh hơn chính mình, nhưng cũng sẽ không mạnh quá nhiều, càng nhiều tôn trọng vẫn là năm đó tình cảm, hắn cho là mình đã kéo gần lại trước kia giữa hai người chênh lệch, mà bây giờ nhìn, hắn quá ngây thơ rồi có thể chênh lệch đã đến hắn thấy không rõ trình độ đại gia còn đang nhìn roby đi một mình ra ngoài hắn đã không tâm tình phân tích tình trạng này đã không phải là kỹ thuật tầng diện vấn đề hít sâu một hơi roby bấm lý hạo điện thoại nhị ca ta muốn mạnh lên roby nói nhị ca ta toàn bộ nghe lời ngươi chỉ cần có thể trở nên mạnh mẽ làm sao đều đi ta không muốn thua nữa còn có một cái sự tình đội viên của ta để cho ta hỏi một chút ngươi, như thế nào mới có thể đánh chuẩn như vậy? Roby gật đầu nói. Tay quen thôi. Ở xa mặt trăng thiên tinh học viện, thiên tinh chiến đội đội viên đang nghiêm túc phục bàn, tổng kết có lúc so huấn luyện còn quan trọng, thua là thua. Tại sao thua muốn biết rõ ràng? Đầu tiên là A hắn nhận được chính mình là thế nào bị xử lý, hai người gần như đồng thời bại lộ ở đối phương tầm mắt bên trong, đều lựa chọn nhảy thư, a à giờ đối với chính mình nhảy thư rất có lòng tin dưới loại trạng thái này nhắm chuẩn hắn có nắm chắc đánh ra hai thương cái này đã tương đương ngưu bức nhưng mà đối phương đối phương đánh ra bốn súng dùng đáng chết màu xám khả năng duy nhất là đối phương căn bản vô dụng ống nhắm hoán đổi màu xám tử thần góc nhìn quả nhiên chạy theo làm bên trên a à giờ càng nghiêm cẩn a à giờ bỗng nhiên đứng lên con mẹ nó căn bản không có khả năng hắn làm sao có thể đánh chuẩn như vậy trệ không tăng thêm màu xám lực phản chấn nhưng a giờ lại kẹt bởi vì lần thứ hai chiếu lại bên trong hắn cảm nhận được đối phương nhảy thư là như vậy tơ lụa màu xám thiếu hụt bị phi công điều khiển hoàn mỹ cân bằng lại thậm chí tạo thành đặc biệt tiết tấu vô cùng tự tin thuần thuộc bốn súng thương thứ tư là trống không bởi vì phía trước ba phát liền đã đem chấm dứt càng tuyệt vọng hơn đánh xong bốn súng màu xám tử thần cũng không quay đầu lại đi Người này như thế nào tự tin như vậy, ác như vậy? A giờ tự lẩm bẩm, ánh mắt tán loạn, tâm tình của hắn cũng sập. Những người khác cũng không tốt đến nơi nào. Nhìn Tita đơn sát Robi một khắc này chính xác rất sảng khoái, sử dụng Hoàng Kim Dôn, lông Cửa Tam Tuyệt Kiếm, một kiếm chồng lên một kiếm sức mạnh, Tam kiếm trực tiếp công phá Robi phòng ngự, chính là nói cho đối thủ, ta muốn đánh ngươi, ngươi không phòng được. Trọn bộ đánh giết động tác. Robi kỳ thực cũng là vùng vẫy dậy chết, nhìn đến đây, tâm tình của mọi người hơi tốt một chút. Phục bàn tiếp tục, Tita cũng giữ vững tinh thần, nàng phải biết chính mình là thế nào bị xử lý. Hoàng Kim Dôn, lại xưng Hoàng Kim Bạo Điểm, ngoại trừ bản thân khống chế tăng lên, tinh thần trạng thái cũng sẽ tập trung đến một độ cao, người sẽ đặc biệt chuyên chú, đầu não cùng mạch suy nghĩ sẽ đặc biệt rõ ràng, bình thường có thể dự phán ba bước mà nói, vậy cái này thời điểm liền có thể đề thăng lục bộ tăng gấp đôi cũng không khoa trương, đây là một loại linh tính đề thăng. Chậm phóng bên trong, gió lớn linh thức rất mạnh, màu xám đánh úp ở chính diện tình huống phía dưới căn bản là không có cách ngăn cản gió lớn linh thức đột kích, một khi rút ngắn khoảng cách, tay bắn tỉ chính là một cái rác rưởi. Kỳ thực ngay từ đầu đại gia cảm thấy Tita có phải hay không khinh thường, Hoàng Kim Dôn là một loại cường đại trạng thái, kéo sức mạnh đồng thời tâm tính không phải cũng sẽ quá buông lỏng rất rõ ràng Tita cũng không có, ở liên tục tránh thoát màu xám đánh úp, Tita tại không ngừng áp bức, cũng không có nóng lòng làm động tác, bởi vì động tác càng sớm lại càng dễ dàng dự phán, lúc này yếu thế là màu xám tử thần. Ai yếu thế, ai biết gấp gáp, bởi vì thật bức đến một khắc cuối cùng, chắc chắn là cường thế một phương diện càng có phần thắng, song phương cũng đã đem xuất thủ có thể đè lên cực hạn. Gió lớn linh thức sử dụng hồ bộ thiểm kích, đây tuyệt đối ngươi là ngưu bức plus. Quá khó dự đoán trước, quả nhiên là một đạo gió lớn cuốn qua. Từ sau cùng dừng lại nhìn, gió lớn linh thức sử dụng đường vòng cung thiểm kích thời điểm, đại khái chậm hơn như vậy cực hạn một tia thời gian, màu xám tử thần mới làm động tác. Cái này trong lòng, cái này kiên nhẫn, đơn giản so trắng độc còn kinh khủng. Lòng của người này trạng thái sẽ không đứt đoạn sao? Thiên tinh cơ võ đội viên đều nhìn nghẹn họng nhìn trân trối, đây là dạng gì trong lòng năng lực chịu đựng? cấp bách cầu sinh đây là bản năng của con người cũng là cường đại căn nguyên đối mặt áp lực như thế hắn tại sao có thể làm đến dạng này nhẫn nại người mấy phía sau động tác cũng rất khoa trương nhưng động tác là có thể luyện ra được loại tâm tính này là thế nào luyện hướng phía sau nhún nhảy tránh thư đây có lẽ là phương pháp duy nhất chỉ là loại kia thời điểm ai lại biết ai nghĩ đến còn có thể nhẫn nại đến đối thủ trước một bước làm sát chiêu đang đến gần tốt nhất điểm công kích, Tita vẫn là ra tay rồi, bởi vì nàng không cần thiết các loại đã đến tốt nhất cơ hội công kích, ít nhất là nàng phán đoán tốt nhất cơ hội công kích. Mặc kệ là ai cũng không nhìn được. Kết quả vẫn là lần trước kết quả, nhưng lần này đã kích thật sự là có chút lớn. Thiên tinh cơ võ chủ lực cùng dự bị đều lặng nhắc như tờ, nếu như một khắc cuối cùng phán đoán là tay bắn tỉ dùng hết hoàng kim dôn, cái kia rất đáng sợ. USA bên kia cũng tìm được phương pháp, năm nay S11, nước sẽ không còn có năm ngoái lớn như vậy ưu thế. Nếu như hắn căn bản vô dụng Hoàng Kim Dôn. 333 Tita phủi tay, đại gia không cần suy nghĩ nhiều, cũng không cần quản người này là ai, một trận chiến này chính là một cái vang dội cái tác đem đánh thức, năm ngoái chúng ta giành được quá dễ dàng. Bành trướng, bất quá may mắn là, đây là trận đấu mùa giải vừa mới bắt đầu, chúng ta có đầy đủ thời gian đi tiến bộ, đi nhầm vào người này, đây là chuyện tốt. A à giờ ngươi hẳn là càng may mắn, chỉ cần ngươi có thể chiến thắng hắn. Năm nay tay bắn tỉa thi đơn thi đấu, ngươi chính là quán quân. A à giờ nhếch nhếch miệng, lão đại, ngươi cũng nói như vậy, ta chắc chắn vào chỗ chết huấn luyện, mục tiêu là hắn. Tốt, đem những thứ khác huấn luyện thi đấu đều đẩy, tập trung tinh lực, tìm ra nhược điểm của bọn hắn, tuần sau tái chiến. Đội trưởng sử tử châu Mỹ bên kia biết đáp ứng không? Phê Mân có chút lo lắng nói. Bây giờ đến phiên bọn hắn lo lắng đối phương không để bệnh họ. Mạnh không phải sử tử châu Mỹ, là tay súng bắn tỉa kia, tất nhiên có thể tới hai lần, liền nhất định sẽ tới lần thứ ba, đến nỗi điều kiện để cho Roby nâng tốt, hơn nữa, lần này đã kích Roby bên kia không giống như chúng ta nhỏ. Tita thản nhiên nói. Nàng không có đến vọng tự phỉ bạc tình cảnh, nếu như không phải tay súng bắn tỉa kia, sự tử châu Mỹ vẫn là bị ngược được kết quả. Đương nhiên chỉ có tay bắn tỉa một người cũng không được, sự tử châu Mỹ kiềm chế cùng chiến thuật thi hành cũng không tệ. Lý Hạo không có đi EMP bài vị. Mà là cùng Roby đối luyện, Blem Tổng có thể cho hắn tới một chút không hiểu thấu nhiệm vụ, trợ giúp Roby, dù sao cũng nên xem như trợ giúp USE tăng lên A. Chỉ là huấn luyện hình thức cũng không thái nhất dạng. Ngoài trừ giả lập hình thức, chân thực hình thức bên ngoài EMP trong hệ thống còn có một loại thực tế hình thức. Chân thực hình thức chỉ có 70% trình độ, mặc dù sẽ đối với cơ thể tạo thành gánh vác, nhưng giống tử vong nổ tung các loại cảm giác đau cùng với một khắc cuối cùng thần kinh não xung kích kỳ thực đều hạ thấp chiến sĩ có thể hoàn thành tiếp nhận trạng thái. Mà thực tế hình thức chính là 100%, tiếp nhận đề thăng, có cực lớn thụ thương khả năng, hơn nữa cơ giáp nếu như phát sinh nổ tung Kỳ đối phi công tinh thần sung kích cũng là tương đối lớn nếu như không phải ý chí cực kỳ kiên cường quả thật có có thể sau khi xuất hiện di chứng cho nên chỉ có ép thi đấu mới có thể lựa chọn thực tế hình thức các đại trường quân đội cũng sẽ không cổ vũ các học sinh sử dụng có chút trường học trực tiếp cấm dùng nhưng đã đến robi trình độ này chân thực hình thức như thế nào để thăng đổ bộ tài khoản của mình nhưng cũng không có tiến vào bài vị mà là tiến vào trạng thái tư nhân huấn luyện loại này lại không thể bị vây quan hoặc quan sát. Trang chu cùng hỏa nam bản thân ở trực tiếp, cơ hội trước tiên nhận được nhắc nhở, trên con rối tuyến. Nhưng rất nhanh con rối lại tiến vào trạng thái tư nhân huấn luyện, nhìn xem người này ở, có thể không nhìn thấy a à, trang chu cùng hỏa nam có chút khó chịu, hắn đang làm gì.